Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 131. Không kịp suy nghĩ nhiều, Diệp Quân đã đánh tới trước mặt nó, sức mạnh của kiếm thế kia đã khiến nó cảm nhận được một luồng áp lực. Nó cũng không đỡ lấy nhát kiếm của Diệp Quân, mà cơ thể bỗng run lên, lùi về sau ngàn trượng, kéo giãn khoảng cách với Diệp Quân. Nhát kiếm này của Diệp Quân không có tác dụng, đang định chém thêm một nhát nữa thì ngay lúc này, ý chí đại đạo đột nhiên xòe tay ra, chỉ trong nháy mắt, thời không nơi Diệp Quân đang đứng lại trở nên mờ ảo trong suốt, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Diệp Quân đã ở trong một thế giới hỗn độn. Không chờ mọi người phản ứng lại, thế giới hỗn độn này đột nhiên xuất hiện một ngôi sao, sau đó lại có thêm một ngôi sao thứ hai, rồi thứ ba. Trong một lúc ngắn ngủi đã xuất hiện tỷ tỷ ngôi sao. Cùng lúc đó, vô số sinh linh lần lượt xuất hiện trong thời không này. Đại đạo diễn hóa. Đây là sự ra đời của một vũ trụ. Không bao lâu sau, vũ trụ kia bắt đầu dần dần biến mất. Chỉ trong chớp mắt, nó đã hoàn toàn thay đổi. Cùng lúc đó, Diệp Quân cũng dần biến mất cùng với vũ trụ kia. Không chỉ như vậy, khi vũ trụ bắt đầu biến mất, lực phong ấn ác đạo trong cơ thể Diệp Quân lại điên cuồng tăng lên. Sự cố xảy ra bất thình lình suýt nữa khiến Diệp Quân nổ tung tại chỗ, nhưng hẳn vẫn gắng gượng chống đỡ được, hai ai cầm kiếm Thanh Huyên chém về phía trước, miễn cưỡng tạo ra được một vết nứt, trong lúc hẳn định trốn ra ngoài, ý chí đại đạo đang tiến hành đại đạo diễn hóa đột nhiên nói, ngăn hắn lại. Lời vừa dứt, trong đất trời đột nhiên xuất hiện mấy luồng khí tức khủng khiếp, ngay sau đó, ba tàn ảnh xông vào thời không hỗn độn đó. Ba tên cường giả đột nhiên xuất hiện đều ở cảnh giới hóa đạo. Phải biết rằng, cường giả cảnh giới hóa đạo ở nền văn minh vũ trụ cấp 9 có thể được coi là tín đồ của ý chí đại đạo. Ngay lúc này, đại hoàng tử thiên hình ở bên ngoài đột nhiên xông tới trước mặt thiên thần và tân nương nương, mau đưa chiếc nhãn của phụ hoàng cho ta, mau lên. Tân nương nương cảnh giác, thiên thần lại bối rối. Thiên hình nổi giận nói mau đưa cho ta. Không muốn Diệp Quân chết thì. Nghe vậy, tân nương nương không do dự nữa, lập tức đưa chiếc nhẫn cho thiên hình. Thiên hình lấy một lệnh bài màu đen từ trong đó ra, sau đó, gã điểm chỉ lên tấm lệnh bài, máu tươi tràn ra từ đầu ngón tay thấm vào trong lệnh bài, sau đó, gã kích hoạt huyền khí trong cơ thể tràn vào bên trong lệnh bài. Bùm! Lệnh bài đột nhiên bay lên cao tới tận chân trời, ngay sau đó, một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng lan tràn ra khắp đất trời. Gọi tổ tông! Thiên hình nhìn cái bóng từ từ ngưng tụ ở phía chân trời, thở phào nhẹ nhõm. Tổ tông sáng lập ra nền văn minh thiên mộ, là người tạo ra thiên mộ đấy. Như nghĩ đến cái gì đó, gã đột nhiên quay đầu nhìn Diệp. Quân, lát nữa chúng ta nói chuyện với lão tổ, nhất định phải bảo ông ấy bảo vệ Diệp Quân. Thiên thần nhìn thiên hình khó hiểu, tại sao? Thiên hình quay đầu nhìn chằm chằm chân trời, nếu Diệp Quân chết, thế lực sau lưng hẳn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho vương triều thiên mộ. Dù họ không trả thù chúng ta nhưng nếu không có hẳn tương trợ thì bây giờ vương triều thiên mộ của ta cũng không thể nào tồn tại trong vũ trụ này được mà sẽ bị những thế lực khác lớn hơn dần dần xâm chiếm. Nếu hắn còn sống, hắn sẽ giúp đỡ ngươi, có hắn giúp đỡ, vương triều thiên mộ của ta thậm chí sẽ ngày càng phát triển. Thiên thần nhìn chăm chăn thiên hình, nếu ngày đó tới, đế vị chắc chắn sẽ không thuộc về huynh. Thiên hình nhìn chân trời, hai tay siết chặt lại, một lát sau. Gã nhẹ giọng nói, lợi ích của quốc gia đương nhiên cao hơn lợi ích của mình. Lợi ích của quốc gia đương nhiên cao hơn lợi ích của mình. Nghe thấy lời thiên hình nói, trong phút chốc thiên thần hơi bất ngờ, gã nhìn người huynh đệ cùng cha khác mẹ trước mắt của mình, lần đầu tiên cảm thấy lạ lắm, bởi vì từ khi trưởng thành, gã và người đại ca trước mắt luôn tranh giành cấu xé lẫn nhau, có thể nói hai bên như nước với lửa, người sống ta chết. Gã không ngờ, trong thời khắc quan trọng này, đại ca mình lại xuất hiện đứng bên cạnh gã, cũng không đúng, đại ca không đứng bên phía gã, mà là bên của vương triều thiên mộ. Nghĩ tới đây, trong mắt thiên thần bỗng xẹt qua một tia phức tạp, lòng thở dài. Chân trời, khi hư ảnh ngưng tụ, một áp lực khủng bố tức. Khắc quét ra xung quanh, áp đảo tất cả. Một người đàn ông trung niên xuất hiện trong ánh mắt của mọi người. Thiên triều đế sáng lập lên vương triều thiên mộ, trong thời đại loạn lạc. Vị hoàng đế lập quốc này đã lấy thân phận thường dân nổi dậy nhanh chóng, sau đó áp đảo tất cả trong một thời gian ngắn, thống nhất cả nền văn minh thiên mộ, thực lực lúc bấy giờ của vương triều thiên mộ, chỉ một mệnh lệnh là có thể tiêu diệt một nền văn minh vũ trụ cấp 8. Về sau, khi vị thiên triều đế này rời đi,
Vương Triều Thiên Mộ dần suy bại, sau đó cộng thêm nội loạn, nguyên khí của Vương Triều Thiên Mộ tổn thương nặng, thực lực suy yếu nghiêm trọng, dẫn đến việc hình thành cục diện các thế lực bị chia cắt. Lúc này, các vị cường giả trong Vương Triều Thiên Mộ nhìn thấy Thiên Chiêu Đế, biểu cảm đều phức tạp, hổ thẹn khi đối mặt với Tổ tiên. Thiên Thần nhìn Thiên Chiêu Đế ở chân trời, hai tay nắm chặt, biểu cảm kích động, ánh mắt cực nóng, mục tiêu cả đời này của gã là trở thành một vị hoàng đế muôn thuở như Thiên Chiêu Đế. Đây chính là mục tiêu của gã. Sau khi Thiên Chiêu xuất hiện, ông ta lập tức nhìn về phía ý chí đại đạo, lúc trông thấy ý chí đại đạo, ông ta lập tức cau mày. Đúng lúc này, Thiên Hình đột nhiên kính cẩn nói, Tiên Tổ, xin hãy giúp đỡ vị Diệp công tử này. Nghe thấy lời Thiên Hình nói, Thiên Chiêu Đế chậm rãi quay đầu nhìn về hướng Diệp Quân, lúc nhìn thấy Diệp Quân bị vây đánh, ông ta lập tức ngơ ngác tại chỗ, đây. Nhìn thấy biểu cảm của Thiên Chiêu Đế, mọi người ở hiện trường đều hơi nghi hoặc, chẳng lẽ vị Thiên Chiêu Đế này biết Diệp Quân? Thiên Chiêu Đế đột nhiên quay đầu nhìn Thiên Hình, hắn họ Diệp à? Thiên Hình hơi nghi ngờ, nghe nói là vậy, nhưng cũng không biết đây có phải họ thật của hắn hay không. Thiên Chiêu Đế quay đầu nhìn Diệp Quân, ông ta phẩy tay áo, tức khắc, mấy cường giả cảnh giới hóa đạo đang vây công Diệp Quân đã bị hất bay đi. Nhìn thấy cảnh này, mọi người ở đó đều kinh ngạc, thực lực của vị lão tổ này khủng bố tới mức nào. Ý chí đại đạo đang tiến hành đại đạo diễn hóa từ từ quay đầu nhìn Thiên Chiêu Đế, ánh mắt không mấy thiện cảm. Nhưng Thiên Chiêu Đế chẳng quan tâm tới ý chí đại đạo, ông ta nhìn Diệp Quân, các hạ có quen biết một người đàn ông áo xanh không? Trong thời không hỗn loạn, Diệp Quân nghe thấy lời này thì bỗng quay đầu nhìn Thiên Chiêu Đế, khàn giọng nói, ông biết ông nội ta à? Ông nội! Nghe thấy lời Diệp Quân nói, Thiên Chiêu Đế bỗng cười to. Nụ cười này khiến sắc mặt của mọi người ở đó đều nghi hoặc. Sau khi Thiên Chiêu Đế cười một lát, ông ta mới chỉ vào Diệp Quân, không ai được động vào hắn. Lời này như sấm, vang vọng mọi nơi. Nói xong, Thiên Chiêu Đế giãm về trước một bước, lập tức tới trước mặt Diệp Quân, ông ta quan sát Diệp Quân, cười nói, cậu Dương, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi. Cậu Dương! Mọi người xung quanh nghe thấy đều bối rối, như thể đang ở trên mây. Lúc này, Thiên Chiêu Đế thấy thân xác và thần hồn của Diệp Quân đang bị biến đổi chiếm đoạt từng chút một, ông ta giơ tay phải lên vỗ vào vai Diệp Quân. Ầm! Một luồng ánh sáng vàng đổ vào người Diệp Quân, tiếp đó, một con rồng vàng hư ảo bao quanh Diệp Quân, bảo vệ Diệp Quân chặt chẽ. Dường như nhận ra được thứ gì đó, ông ta đột nhiên chỉ vào phong ấn giữa lông mày Diệp Quân. Ầm! Huyết mang lập tức đánh bật Thiên Chiêu Đế ra xa hàng trăm trượng, không chỉ vậy, ông ta lập tức trở nên càng hư ảo hơn. Lúc Thiên Chiêu Đế dừng lại, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, đây là sức mạnh của ác đạo, sức mạnh cực lớn của ác đạo, sao sức mạnh của ác đạo lại mạnh tới vậy? Thiên Chiêu Đế! Đúng lúc này, ý chí đại đạo ở nơi xa bỗng cười khẩy nói, người với ta nước sông không phạm nước giếng, người thật sự muốn trở thành kẻ thù với ta vì tên kiến hôi này à? Đối diện với Thiên Chiêu Đế trước mắt, nó cũng hơi kiêng dè. Thế giới này, không phải tất cả mọi người đều đi chung một đường, vị Thiên Chiêu Đế trước mắt chính là kẻ không chung đường đó, nhưng thực lực của ông ta lại mạnh hơn vô số cường giả đi cùng một đường. Về phần ông ta có phải là kẻ ngược đường hay không, thì nó không biết, ít nhất là trước mắt, vị Thiên Chiêu Đế này chưa làm ra chuyện khác người nào. Cũng chính vì vậy, mọi người mới luôn chung sống hòa thuận, nước sông không phạm nước giếng. Thiên Chiêu Đế quay đầu nhìn ý chí đại đạo, ánh mắt bình. Tính, mọi lời bản đế nói vừa nãy, người không nghe rõ à? Đối đầu trực diện. Nhìn thấy Thiên Chiêu Đế không nể mặt như vậy, ý chí đại đạo lập tức bực bội, một cơn giận dữ xông từ chân lên đỉnh đầu, trong lòng tức giận tột độ, vậy bản đạo cũng nói cho. Người hay, hôm nay con kiến hôi này phải chết, không ai bảo. Vệ được hẳn cả. Nói xong, hai tay nó đột nhiên giơ lên cao. Đôi tay khéo léo nhanh chóng tiêu diệt cả vũ trụ, tinh hà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ chớp mắt, mảnh thời không hỗn loạn quanh Diệp Quân đã giống như tờ giấy đang cháy, hẳn bắt đầu trở thành cho tàn từng chút một. Đối diện với sự tức giận của ý chí đại đạo, Thiên Chiêu Đế không để ý tí nào, ông ta đột nhiên dẫm về trước một bước, một luồng ánh sáng vàng hiện ra dưới ý thức của ông ta, sau đó lan truyền nhanh chóng. Chỉ chớp mắt mảnh thời không hỗn loạn đã bị ánh sáng vàng bao phủ. Mạnh mẽ chống lại đại đạo diễn hóa. Phút chốc tĩnh lặng,
một tiếng rồng ngâm bỗng phát ra từ thời không hỗn loạn, tiếp đó, cả thời không hỗn loạn bắt đầu biến mất từng chút một. Ầm ầm. Khi âm thanh nổ vang lên, chỉ thấy thời không hỗn loạn bỗng nổ tung, tiếp đó, một luồng ánh sáng vàng trong đó đánh ra ngoài. Chính là Thiên Chiêu Đế. Lúc này tình hình Diệp Quân ở bên cạnh Thiên Chiêu Đế cực kỳ tồi tệ, bởi vì lúc trước bị đại đạo diễn hóa, cộng thêm sức mạnh của phong ấn ác đạo, bây giờ sức mạnh ý chí của hắn đã không chịu đựng được nữa, nhưng hắn vẫn nỗ lực chống đỡ. Dù Thiên Chiêu Đế đã dẫn Diệp Quân rời khỏi thời không hỗn loạn đó, nhưng lúc này ông ta cũng đã trở nên hư ảo, chung quy đây không phải là bản thể của ông ta, đối đầu trực diện với ý chí đại đạo này, vẫn hơi thiệt thòi. Nơi xa, ý chí đại đạo thấy Thiên Chiêu Đế dẫn Diệp Quân ra khỏi thời không đặc biệt của mình, sắc mặt vô cùng khó coi, các ngươi trái với đạo, đều phải chết. Nói rồi, thân hình ông ta đột nhiên run lên, hóa thành một luồng đại đạo trường hà hung hăng xông về phía Thiên Chiêu Đế. Uy của đại đạo xông tới cuồn cuộn, lúc này cả trời đất đều bắt đầu chôn vùi. Thiên Chiêu Đế bỗng bước về trước một bước, đầu ngón tay xuất hiện một luồng ánh sáng vàng, sau đó hóa thành một tấm khiên vàng cao ngất chặn trước người. Ầm ầm, ý chí đại đạo va vào tấm khiên màu vàng một cách hung hăng, sức lực mạnh mẽ đã khiến tấm khiên vàng nứt ra ngay lập tức, những luồng sóng xung kích có sức mạnh khủng bố quét qua như thủy triều, cuốn sạch bốn phía, cực kỳ kinh khủng. Còn ở phía sau tấm khiên vàng, cơ thể Thiên Chiêu Đế càng trở nên hư ảo hơn. Ý chí đại đạo thì ngược lại, luồng khí tức thư thái càng ngày càng mạnh mẽ. Hơn nữa, ở trong nền văn minh vũ trụ này, nó có thể có một dòng chảy sức mạnh ổn định, có thể nói, trên địa bàn của mình, nó chính là bất khả chiến bại, trừ khi ngươi có thực lực đánh tan được cả nền văn minh vũ trụ cấp 9 này. Ý chí đại đạo ngồi tít trên cao, nó nhìn xuống Thiên Chiêu Đế ở dưới, bản đạo xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu. Nói rồi, thân hình nó đột nhiên run lên, hóa thành một mảnh thời không hỗn loạn, Thiên Chiêu Đế cũng bị cưỡng ép cuốn vào trong. Vừa bước vào mảnh thời không hỗn loạn, Thiên Chiêu Đế cau mày, bây giờ ông ta đang trong trạng thái này, đến phân thân còn không phải, chỉ là một hư tượng, thậm chí sức mạnh còn không bằng 1/10 của bản thể. Không đợi ông ta nghĩ nhiều, sức mạnh khủng bố xung quanh đã quét tới, tay phải ông ta mở ra, sau đó từ từ đè xuống, giây phút đó, từng luồng long khí màu vàng khủng bố tràn ra từ người ông ta, những long khí màu vàng này cuộn trào mãnh liệt như thủy triều dâng cao, là muốn cưỡng ép phá tan mảnh thời không hỗn loạn này. Nhưng lúc này, vô số vũ trụ tinh hà bỗng hiện ra xung quanh. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang lớn, cả thời không hỗn loạn đã biến thành đen kịt. Vũ trụ nổ tung. Tại thời điểm này, long khí màu vàng đang cuộn trào mãnh liệt bỗng hóa thành hư vô, khoảnh khắc ấy, mảnh thời không hỗn loạn cũng trở nên đen nhánh hoàn toàn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt thiên thần ở ngoài bỗng trở nên trắng bệch. Tiên tổ cứ biến mất như vậy à? Nhưng đúng lúc này, một tiếng rồng ngâm bỗng vang lên trong khoảng thời không hư vô kia, tiếp đó, một luồng ánh sáng vàng từ từ trỗi dậy trong thời không đen kịt, nhưng chỉ chớp mắt, một bàn tay hư vô đã hung hăng đập xuống, luồng ánh sáng vàng kia lại biến mất ngay. Kéo. Lúc này, một âm thanh nhỏ bé bỗng từ từ trôi ra từ khoảng thời không hư vô kia. Là âm thanh của Thiên Chiêu Đế. Kéo. Bên ngoài, cả đám cường giả của Vương Triều Thiên Mộ đều ngơ ngác, tất nhiên bọn họ biết ý của Thiên Chiêu Đế, là muốn bọn họ kéo dài. Nhưng vấn đề là, bọn họ phải kéo dài như thế nào? Vì ý chí đại đạo này vô địch như vậy cơ mà. Hai tay thiên thần siết chặt, trong mắt có vẻ hung tợn xẹt qua, nhưng chớp mắt lại bất lực, mặc dù long khí đã quay về với thân thể của gã, nhưng kinh mạch của gã đã vỡ, tu vi bị phế, bây giờ gã lực bất tòng tâm. Hơn nữa, cho dù đang ở trạng thái đỉnh cao, gã cũng hoàn toàn không ngăn được vị ý chí đại đạo này. Đúng lúc này, thiên hình bỗng kéo thiên thần xoay người chạy đi, mặt thiên thần ngơ ngác, chẳng mấy chốc, thiên hình đã kéo thiên thần tới trước một tòa đại điện, lúc này đại điện đã bị phá hủy, nhưng bên trong có 23 tấm bài vị, mỗi tấm bài vị đều đại biểu cho một vị tiên tổ, do đó, bài vị đều được chế tạo từ chất liệu đặc biệt, cực kỳ kiên cố, hơn nữa còn có trận pháp bảo vệ. Tổ tiên các triều đại của Vương Triều Thiên Mộ. Một cái thật nặng nề, sau đó kính cẩn n nay Vương Triều Thiên Mộ ta gặp thảm họa lớn, xin các vị tổ tiên hiển linh trợ giúp. 13 tấm bài vị không có tí phản ứng nào. Thiên hình lập tức quay đầu nhìn thiên thần, đệ tới đi, mô. Thiên thần hơi do dự, sau đó kính cẩn lại một cái, các vị ổ tiên,
hôm nay Vương Triều Thiên Mộ ta gặp thảm họa lớn, xin các vị tổ tiên hiển linh trợ giúp. Vừa dứt lời, không gian phút chốc tĩnh lặng. Đột nhiên, trong đền thờ tổ tiên, 23 tấm bài vị rung động ồn ào dữ dội, tiếp đó, 23 luồng ánh sáng vàng xông lên trời, đi thẳng vào vực sâu của bầu trời. Toàn bộ đều hưởng ứng. Thiên hình quỳ bên cạnh thiên thần thấy cảnh này, trong mắt xẹt qua vẻ phức tạp, khóe miệng tràn đầy cay đắng. 23 luồng khí tức xông thẳng lên trời, khí tức mạnh mẽ khiến cả tinh hà dao động sôi mạnh lên, những luồng uy áp khủng bố quét ra xung quanh, đè ép tất cả. Trong không gian sâu, 23 vị cường giả đỉnh cấp. Đứng kiêu hãnh. 23 người này, đều là đế vương qua nhiều thế hệ của Vương Triều Thiên Mộ, mỗi bọn họ đều là cường giả mạnh nhất trong thời đại của mình. Còn bây giờ, bọn họ tập hợp ở một thời đại, ánh mắt bọn họ đều hơi mờ mịt, suy cho cùng sợi phân hồn này đã bị phủ bụi từ lâu, nhưng chẳng mấy chốc, ánh mắt của bọn họ từ từ trở nên trong sáng. Một bên khác, sau khi ý chí đại đạo hủy diệt ảo ảnh của Thiên Chiêu Đế, nó đang muốn giải quyết Diệp Quân, đột nhiên, nó quay đầu nhìn qua, chỉ thấy trong không gian sâu, 23 người đứng đó. Hai mắt ý chí đại đạo hơi híp lại. Vương Triều Thiên Mộ này muốn chiến đấu với nó tới cùng rồi à? Sau khi 23 vị đế vương qua bao triều đại của Vương Triều Thiên Mộ xuất hiện, ánh mắt bọn họ lập tức rơi vào ý chí đại đạo. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc long bào dẫn đầu trong đó đột nhiên nhìn thiên thần ở dưới, cười nói, tổ long khí. Khi các đế vương nhìn thấy tổ long khí trên người thiên thần, trên mặt đều lộ ra nụ cười, trong mắt là vẻ tán thưởng và yên tâm không hề che đậy. Còn thiên hình cạnh thiên thần thì không ai liếc nhìn lấy một cái. Thiên hình im lặng không nói gì, loại chuyện này, gã đã quen rồi, từ sau khi vị đệ đệ này ra đời, tổ long khí mà thiên thần có chính là đối tượng tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Sở dĩ thiên hình gã nỗ lực như vậy, thật ra chính là muốn nói với người đời, kỳ thực thiên hình gã cũng không kém. Nơi chân trời, người đàn ông trung niên dẫn đầu quay đầu nhìn ý chí đại đạo, không ngờ, Vương Triều Thiên Mộ ta lại có ngày đối đầu với ý chí đại đạo. Bên cạnh ông ta, một ông già đồ đen cười nói, đúng là không ngờ, con cháu thời này quyết đoán hơn chúng ta trước kia. Người đàn ông trung niên dẫn đầu nhìn nơi xa, nhẹ giọng nói, có khí tức của tiên tổ để lại, xem ra, hư tượng của tiên tổ đã bị hủy. Nghe xong, sắc mặt các đế vương ở đó đều trở nên nghiêm trọng. Người đàn ông trung niên dẫn đầu đột nhiên nhìn Diệp Quân có tình trạng cực kỳ không ổn định ở nơi xa, chắc là vì thiên tổ bảo vệ cho thiếu niên này. Ánh mắt các đế vương ở hiện trường dồn dập rơi vào người Diệp Quân. Lúc này, một vị đế vương trong đó đột nhiên nói, trong người thiếu niên này có một dấu phong ấn huyền bí, cực mạnh. Người đàn ông trung niên cầm đầu gật đầu, rất không đơn giản, có điều, ta cũng không ngờ thiên tổ lại vì hắn, mà không tiếc khai chiến với ý chí đại đạo. Một vị đế vương đột nhiên cười nói, nghĩ nhiều thế làm gì? Tiên tổ chúng ta đã tạo ra một đế quốc với thân phận thường dân, hơn nữa còn vượt qua ý chí đại đạo, tự thành một đạo, lẽ nào tầm mắt của ông ấy là thứ mà chúng ta có thể so sánh được à? Ông ấy làm gì, chúng ta cứ làm theo là được, không cần suy nghĩ. Nghe xong, các đế vương còn lại đều cười to. Trong người các đế vương đột nhiên phát ra những luồng khí tức khủng bố, tiếp đó, 23 vị đế vương hung hăng xông về phía ý chí đại đạo. Ó lẽ người khác sẽ sợ ý chí đại đạo này, nhưng bọn họ không sợ, hễ là người đã đạt đến đỉnh cao, trong lòng đều sẽ sinh ra ý đồ phản nghịch. Người từng vô địch, sẽ không dễ đầu hàng. Nhìn thấy 23 vị đế vương xông tới, trong mắt ý chí đại đạo có một tia lệ khí xẹt qua, phải nói rằng, khoảnh khắc này nó thật sự tức giận rồi. Mấy con kiến hôi này, lại dám chống đối với nó. Ý chí đại đạo đột nhiên hóa thành một luồng đại đạo trường hà quét qua sân đấu. Rầm rầm. Chẳng mấy chốc, sân đấu đột nhiên vang lên những tiếng nổ khủng bố, theo những tiếng nổ này vang lên, những luồng ánh sáng vàng lần lượt biến mất. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt thiên thần và thiên hình ở dưới đều trở nên khó coi. Mà đúng lúc này, Diệp Quân ở nơi không xa đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt hắn, huyết mang từ từ nhấp nháy. Khoảnh khắc này, hẳn dựa vào sức mạnh ý chí mạnh mẽ để chống đỡ lần nữa. Diệp Quân đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang hung hăng xông về phía ý chí đại đạo, lần xông lên này, một luồng kiếm thế đáng sợ lập tức xé toạc tất cả. Nơi xa, ý chí đại đạo dường như ý thức được gì đó, nó đột nhiên quay người, lúc này,
một luồng kiếm quang chém tới trước mặt nó. Tay trái ý chí đại đạo siết chặt thành năm đấm, sau đó đột nhiên hung hăng đấm vào Diệp Quân, cú đấm này, có vô số tinh hà và vũ trụ hiện ra. Kiếm quang của Diệp Quân lập tức vỡ tan, hẳn bị đánh bay đi, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại hóa thành một luồng kiếm quang xông về phía ý chí đại đạo. Diệp Quân và các đế vương lao về phía ý chí đại đạo như điên. Bên khác, Bùi Thần Hầu yên lặng quan sát cảnh tượng trước mắt, lúc này trong lòng cô ta thật sự hơi nghi hoặc, bởi vì rõ ràng là Thiên Chiêu Đế kia biết Diệp Quân. Vì sao đối phương lại biết Diệp Quân? Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là Thiên Chiêu Đế kia lại tuyên chiến với ý chí đại đạo vì Diệp Quân, phải biết rằng, sau lưng ý chí đại đạo chính là tổ đạo của nền văn minh vũ trụ cấp 10. Tất nhiên cô ta sẽ không cho rằng Thiên Chiêu Đế này bị điên. Chuyện này thật sự là càng ngày càng khó bể phân biệt rồi. Bùi Thần Hầu không rời khỏi nơi này, nhưng cô ta chọn lùi về sau hàng chục ngàn trượng, rời xa khu vực này, quan sát từ xa. Còn bên khác, lúc này ba vị cường giả cảnh giới hóa đạo. Trước đó do ý chí đại đạo gọi ra cũng hơi ngơ ngác. Lúc bọn họ tới, còn cho rằng để giải quyết một phiền phức nhỏ. Nhưng đánh mãi thì bọn họ phát hiện ra, chuyện này không đúng lắm. Tiên tổ của Vương Triều Thiên Mộ Thiên Chiêu Đế cũng chạy ra rồi. Tất nhiên bọn họ biết vị Thiên Chiêu Đế này, đây chính là nhân vật truyền kỳ, tiên tổ từng lập nên Vương Triều Thiên Mộ. Nhưng bọn họ không ngờ, vị Thiên Chiêu Đế này lại khai chiến với ý chí đại đạo vì thiếu niên kiếm tu này. Chuyện này không thích hợp. Ba vị cường giả cảnh giới hóa đạo nhìn nhau, sau đó không ai bảo ai cùng quay người chạy mất. Mặc dù bọn họ hành động theo đạo, nhưng bọn họ sẽ không thật sự liều mạng vì ý chí đại đạo này, bọn họ tới đây là xem thử có moi tí lợi ích được không, thuận tiện lấy lòng ý chí đại đạo, nhưng nếu phải liều mạng, vậy thì không được. Trong sân, cuộc chiến càng ngày càng kịch liệt. Ban đầu 20 mấy vị đế vương đang ở thế bất lợi, nhưng, có sự gia nhập của Diệp Quân, tình thế lại bắt đầu xảy ra sự đảo ngược. Lúc này mặc dù sức chiến đấu của Diệp Quân không thể phát huy ra hoàn toàn, nhưng hắn có kiếm Thanh Huyền, là có thể nghiền nát sức mạnh của ý chí đại đạo, cộng thêm bên cạnh có 20 mấy vị đế vương đang giam chân cho hắn, do đó, dưới sự liên kết của bọn họ, thế mà lại đánh một trận ngang sức với ý chí đại đạo. Có điều, khi chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, thân thể của hơn 20 vị đế vương kia đã trở nên ngày càng hư ảo hơn. Suy cho cùng bọn họ không phải là bản thể, do đó, chiến đấu càng kịch liệt, tiêu hao của bọn họ càng lớn. Thấy cảnh này, Thiên Hình ở dưới trầm giọng nói, họ không trì hoãn lâu hơn được nữa đâu. Thiên Thần nghe thấy lời Thiên Hình, lập tức cau mày, còn át chủ bài không? Thiên Hình lắc đầu, hết rồi. Át chủ bài lớn nhất của Vương Triều Thiên Mộ, chính là bài vị của tiên tổ, nhưng bây giờ, hai con át chủ bài đã dùng hết. Thiên Thần đột nhiên nói, vì sao tổ tông lại biết Diệp huynh vậy? Thiên Hình nhìn Diệp Quân đang chiến đấu điên cuồng ở chân trời, yếu ớt nói. Lai lịch Diệp huynh của đệ, còn khủng bố hơn chúng ta tưởng tượng. Thiên Thần gật đầu, Diệp huynh thật sự không tầm thường, chỉ là ta cũng không ngờ hắn lại nghịch thiên như vậy. Trong không gian sâu, cuộc chiến càng ngày càng kịch liệt. Mặc dù đám người Diệp quân đã liên kết vây công, nhưng ý chí đại đạo vẫn xử lý dễ dàng, hơn nữa, khí tức còn càng ngày càng mạnh, ngược lại với bên Diệp quân còn tốt, lúc này ha giống như một kẻ điên, càng giết càng điên. Sức chiến đấu cũng càng ngày càng mạnh. Nhưng 20 mấy vị đế vương kia lại càng ngày càng hư ảo. Kiểu chiến đấu cường độ cao này, thật sự là tổn hại quá lớn, bọn họ hoàn toàn không chống đỡ được, nhiều nhất là nửa khắc nữa, bọn họ sẽ kiệt sức. Lúc này, đế vương trung niên dẫn đầu đột nhiên dừng lại, khi ông ta dừng lại, các đế vương còn lại cũng từ từ dừng hết, bọn họ nhìn nhau, trong mắt xẹt qua một tia quyết tuyệt. Đế vương trung niên cầm đầu nhìn Diệp Quân ở nơi xa đang cầm kiếm điên cuồng chém vào ý chí đại đạo, bạn nhỏ, chúng ta sức yếu, không thể tiếp tục kề vai chiến đấu cùng bạn nhỏ nữa, Vương Chiêu Thiên Mộ sau này, còn nhờ bạn nhỏ quan tâm trông nom một chút. Vừa dứt lời, ông ta và tất cả các đế vương bên cạnh đều bùng cháy cùng lúc, khoảnh khắc tiếp theo, 20 mấy cột ánh sáng đang bùng cháy hung hăng đánh về phía ý chí đại đạo ở nơi xa. Bọn họ rất rõ, tiếp tục dây dưa như thế. Bọn họ sẽ bị kiệt sức, nếu đã vậy, còn không bằng đốt cháy bản thân, nâng thực lực lên đỉnh điểm, sau đó dùng toàn lực tấn công một phát. Theo sự bùng cháy, khoảnh khắc này khí tức của hơn 20 vị đế vương đạt đến đỉnh cao, tiếp đó, trong ánh mắt của vô số người,
hơn 20 trụ sấm hỏa diễm hung hăng đánh về phía ý chí đại đạo. Ầm ầm, chỉ thấy trong chớp mắt, chân trời trở thành biển lửa vô biên, đất trời rung chuyển. Những tiếng nổ không ngừng vang lên trong mảnh lửa đỏ vô biên, theo những tiếng nổ vang lên liên tục, những luồng sóng lửa không ngừng quét ra bốn phía, đồng thời, trong nhà thờ tổ của Vương Triều Thiên Mộ, từng tấm bài vị nổ tung. Cuối cùng, sau khi bài vị cuối cùng vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, trong biển lửa ở chân trời mới không còn động tĩnh gì nữa. Mọi người nhìn chăm chăm vào khu vực đó, trong biển lửa kia, tay Diệp Quân cầm thanh kiếm gãy đứng đó, xung quanh hắn tỏa ra kiếm thế cực kỳ mạnh mẽ, hai mắt hắn khế nhằm lại, mày cau chặt. Thật ra, hắn cũng không biết, giờ này khắc này, trong lúc ý chí của Ha đang đối kháng với phong ấn kia, đã xảy ra biến hóa to lớn rồi. Đối diện Diệp Quân, ý chí đại đạo vẫn còn ở đó, lúc này sắc mặt nó cực kỳ khó coi, nó cũng không bị thương nặng, nhưng với nó mà nói, đây là điều sỉ nhục. Vô cùng nhục nhã. Đại đạo chí tôn vô thượng, mà nay lại bị những con kiến hôi này xúc phạm liên tục. Trong cơn thịnh nộ, tay trái ý chí đại đạo đột nhiên nắm chặt, giây lát, vô số sức mạnh đại đạo tập hợp từ trời đất này, uy áp đại đạo mạnh mẽ quét qua trời đất, dường như muốn nghiền nát cả vũ trụ này, khủng bố vô cùng. Chỗ không xa, tay Diệp Quân cầm kiếm gãy đặt ở ngang trước ngực, hắn không thể phóng thích kiếm ý của bản thân, nhưng dựa vào khí thế của mình, thế mà lại ngăn cản được uy áp khủng bố của đại đạo. Ý chí đại đạo nhìn Diệp Quân chăm chăm, đang muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, chỉ thấy ở chỗ sâu trong tinh hà, thời không nổ ra, tiếp đó, một luồng âm thanh vang lên ập tới như sấm mùa xuân, chó đại đạo, ngươi dám động vào hắn thử xem. Chó đại đạo, nghe thấy câu này, mọi người đều kinh ngạc, ai thế? Lại dám sỉ nhục ý chí đại đạo. Mọi người dồn dập nhìn qua chỗ sâu trong tinh hà, trong thời không xé rách kia, một người đàn ông trung niên từ từ đi ra. Không phải là Thiên Chiêu Đế. Mọi người nhìn thấy đều hơi nghi hoặc. Bùi Thần Hầu cau mày, là ông ta. Người trước mắt không phải ai khác, chính là Thượng Thương Chủ lúc trước đã từng xuất hiện. Cũng là một nhân vật khủng bố được tế bái rất nhiều của Thiên Mộ. Thượng Thương Chủ bước về trước một bước, chỉ một bước, ông ta đã đến trước mặt Diệp Quân. Nhìn thấy Diệp Quân, mặt Thượng Thương Chủ hiện ra nụ cười, cậu Dương, lại gặp mặt rồi. Diệp Quân từ từ mở hai mắt ra, khi nhìn thấy Thượng Thượng Chủ, hẳn hơi ngơ ngác, kinh ngạc, tiền bối. Thượng Thương Chủ cười nói, bản thể của ta khá gần đây, do đó, ta tới đây trước. Diệp Quân đang muốn nói chuyện, giữa lông mày của hắn, chữ đạo kia lại hiện ra. Điều này khiến hắn đau đầu như búa bổ, sống không bằng chết. Ác đạo. Nhìn thấy chữ, đạo, giữa lông mày của Diệp Quân, Thượng Thương Chủ lập tức cau mày, trong mắt ông ta cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Lúc trước ông ta đã từng nhìn thấy thực lực của Phản Chiêu Đế, thực lực của người phụ nữ đó mạnh mẽ tới mức hơi bất thường. Nhìn thấy Diệp Quân càng ngày càng thống khổ, Thượng Thương Chủ lập tức nói, cậu Dương, chúng ta đi Thiên Mộ. Nói xong, ông ta muốn dẫn Diệp Quân đi. Nhưng lúc này, một luồng uy lực đại đạo khủng bố bao phủ lấy hai người. Thượng Thương Chủ quay người nhìn ý chí đại đạo nhìn chăm chăm vào ông ta, cười đều. Ta còn thắc mắc vì sao hắn lại có sự tự tin như vậy, dám hành động nghịch đạo, thì ra đằng sau có đám phản nghịch này nâng đỡ. Thượng Thương Chủ nhìn chăm chăm vào ý chí đại đạo, cười nói. Chó đại đạo, trước kia chúng ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng. Có phải ngươi cho rằng chúng ta sợ ngươi không? Ý chí đại đạo xem thường, sao hả, ngươi cho rằng ta sợ các ngươi à? Thượng Thương Chủ cười lớn nói, ngươi không sợ không phải là vì đằng sau ngươi có tổ đạo à? Nào nào, cũng đừng phí lời nữa, hai chúng ta đánh đi. Nói xong, ông ta đột nhiên xông về trước, trong giây lát, một bức tượng khổng lồ dài cả hàng nghìn trượng xuất hiện giữa trời đất. Bản tôn đại đạo hiện hóa. Uy áp khí thế mạnh mẽ này không hề kém hơn ý chí đại đạo on. Công kích của Thượng Thương Chủ rất đơn giản, ông ta cứ hung hăng đánh về chỗ ý chí đại đạo. Ầm ầm, mọi người chỉ nghe một tiếng vang đỉnh tai nhức óc, ngay sau đó, trời đất biến thành vùng đen kịt. Cũng may lúc cuộc chiến diễn ra ở đây, những người của Thành Thiên Đô đã rời đi, nếu không, với lần phát tấn công của Thượng Thương Chủ và ý chí đại đạo, không biết cả Thành Thiên Đô sẽ chết bao nhiêu người. Bùi Thần Hầu nhìn khu vực chiến đấu, cô ta chuẩn bị rút lui, nhưng lúc này, thời không trước mặt cô ta khẽ run rẩy, không biết nghe thấy cái gì, cô ta cau mày, ngẩng đầu nhìn Diệp Quân nơi xa, lông mày nhíu lại,
dường như đang do dự gì đó. Sau phút chốc, cô ta đột nhiên truyền âm qua huyền khí. Còn chỗ không xa, trong não Diệp Quân đột nhiên nhiều thêm một âm thanh, có cường giả đang chạy tới đây, là viện trợ của ý chí đại đạo. Diệp Quân từ từ quay đầu nhìn sang chỗ vị trí của Bùi Thần Hầu, lúc này, Bùi Thần Hầu đã biến mất khỏi chỗ sâu của tỉnh Hà. Diệp Quân thu mắt về, hẳn nhìn Thượng Thương Chủ cách đó không xa, trầm giọng nói, tiền bối, ý chí đại đạo đang kéo dài thời gian đấy. Trong khu vực thời không đặc biệt này, Thượng Thương Chủ đột nhiên dừng lại, ông ta quay người nhìn Diệp Quân, Diệp Quân nói, tiền bối có thể phá vỡ phong ấn này giúp ta không? Nếu có thể, một kiếm của ta có thể chém chết tên đại đạo này. Thượng Thương Chủ lập tức lách đầu, không được, năng lực của ác đạo quá mạnh, ta không thể giải trừ, e là chỉ có Thiên Mộ Chủ mới có thể giải trừ, đi, đi Thiên Mộ. Nói rồi, ông ta muốn dẫn Diệp Quân đi, Diệp Quân đột nhiên nhìn xuống dưới, tháp ra, thu cả vương triều Thiên Mộ lại. Phía dưới, tiểu tháp run rẩy kịch liệt, giây lát, một luồng. Ánh áng vàng khủng bố lập tức bao trùm cả lãnh thổ của vương triều Thiên Mộ. Nhìn thấy cảnh này, Thượng Thương Chủ lập tức hơi kinh ngạc, vương triều Thiên Mộ này cũng không nhỏ, chỉ riêng lãnh thổ của vương triều Thiên Mộ, đã lớn tương đương với một nền văn minh vũ trụ cấp 8, thế mà, cái tháp nhỏ này có thể thu cả nó vào trong giây lát, điều này thật sự khiến ông ta kinh ngạc. Diệp Quân mở lòng bàn tay ra, tiểu tháp hóa thành một luồng ánh sáng vàng rơi xuống lòng bàn tay hắn, hẳn nhìn Thượng Thương Chủ, tiền bối, chúng ta đi. Thượng Thương Chủ gật đầu, đi. Nói rồi, ông ta nắm lấy vai Diệp Quân, sau đó dẫn Diệp Quân xé rách thời không, tiến hành xuyên thời không. Ý chí đại đạo ngẩng đầu nhìn, khoảnh khắc tiếp theo, nó bỗng hóa thành một luồng đại đạo trường hà đuổi theo. Trong tiểu tháp, lúc vương triều Thiên Mộ bị tiểu tháp thu lại, tất cả người của vương triều Thiên Mộ đều ngơ ngác hoàn toàn. Đây là thế giới gì vậy? Nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện ra chỗ khác biệt của ở đây với bên ngoài. Lúc phát hiện 10 năm trong tháp chỉ băng một ngày bên ngoài, tất cả mọi người của vương triều Thiên Mộ đều sôi trào. Lúc này thiên thần và thiên hình cũng ngơ ngác hoàn toàn, cảnh tượng trước mắt chắc chắn đã đổi mới nhận thức của bọn họ. Thiên hình đánh giá xung quanh, vẻ mặt nghiêm trọng, rất khủng bố. Thiên thần cũng gật đầu liên tục, biểu thị sự đồng ý. Trong tháp 10 năm, bằng một ngày bên ngoài, là phương pháp thần tiên gì? Nếu Diệp Quân đồng ý cho vương triều Thiên Mộ ở trong này một thời gian, thì không cần bao lâu nữa, thực lực của cả vương triều Thiên Mộ sẽ tăng lên không chỉ hàng chục lần đâu. Thiên thần hào hứng nói, phương pháp như vậy, đúng là thần tiên, trận đấu này, Diệp huynh thẳng chắc rồi. Nhưng thiên hình lại lắc đầu, không thể nghĩ như vậy. Trước đây ta đã từng điều tra, lúc hẳn gặp ta, đã bị thương nặng, hơn nữa, trong người còn có phong ấn bị phong ấn chấn áp, thực lực giảm mạnh, nhưng vẫn có thể chống chọi với ý chí đại đạo. Nếu giải trừ phong ấn thì thực lực của hẳn sẽ càng khủng bố hơn, cho dù là vậy, hắn vẫn bị phong ấn đè ép, có thể tưởng tượng ra, thực lực của người phong ấn hẳn khủng bố thế nào. Nghe thấy phân tích của thiên hình, thiên thần cũng bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận, đúng là vậy, rốt cuộc ai mới có. Thể phong ấn Diệp huynh ở thời kỳ đỉnh cao chứ? Thiên hình lo lắng nói, có lẽ chúng ta đã vướng vào một vòng nước xoáy vượt qua sự hiểu biết của chúng ta rồi. Thiên thần nhìn thiên hình lại nói, chuyện vượt ra khỏi khả năng phạm vi của chúng ta không cần nghĩ ngợi, chuyện phải làm bây giờ là ổn định lòng của mọi người trong đế quốc. Nói rồi, gã nhìn thiên thần, phụ hoàng đã mất, bây giờ vương triều Thiên Mộ như rắn mất đầu, đệ nên đăng cơ rồi. Đăng cơ? Thiên thần ngạc nhiên, bây giờ ư? Thiên hình gật đầu, bây giờ, nếu không lòng người trong đế quốc sẽ hoang mang, lâu dần, ắt sẽ loạn lạc. Thiên thần gật đầu, được. Thiên hình quay đầu nhìn kê tướng bên cạnh các đó không xa, kê tướng, thầy tới sắp xếp đi. Kê tướng hơi do dự, nói, điện hạ. Thiên hình nói, coi trọng đại cục. Kê tướng cúi đầu thật sâu, không nói gì nữa. Thiên hình nhìn thiên thần. Mặc dù kê tướng từng là người của ta, nhưng lúc này, tất cả mọi người trong vương. Triều Thiên Mộ nên nỗ lực phối hợp, tất cả hãy cùng nắm tay vượt qua khó khăn. Lời này, vừa nói với thiên thần, vừa nói với kê tướng. Thiên thần gật đầu, ta biết. Thiên hình gật đầu, quay người rời đi. Thiên thần đột nhiên nói, ta đăng cơ, thế đại ca không? Thiên hình dừng chân, sau khi im lặng một lát, gã nói, hơi mệt, muốn nghỉ một lát, chúc mừng đệ. Ước mơ từ nhỏ của đệ sắp thành sự thật rồi. Nói xong,
gã nhanh chóng biến mất ở nơi xa. Chỗ cũ, thiên thần nhìn bóng dáng thiên hình rời đi, vẻ mặt phức tạp. Tiếp đó, dưới sự sắp xếp của kê tướng, thiên thần bắt đầu đăng cơ. Bởi là thời kỳ đặc biệt, do đó, tất cả đều làm đơn giản, dưới cái nhìn chăm chú của vô số dân chúng trong vương triều thiên mộ, thiên thần bước lên ghế rồng. Ghế rồng này cũng là thứ mới được đóng ra, vì trận đấu lớn lúc trước, hoàng cung đã hóa thành cho tàn rồi. Khoảnh khắc thiên thần ngồi lên vị trí hoàng đế, vô số người cùng quỳ xuống. Thiên thần nhìn cảnh tượng trước mắt, khoảnh khắc này, gã hơi hốt hoảng. Sướng không? Ước mơ từ nhỏ của gã là trở thành nhân vật tuyệt thế như tiên tổ, hoàng đế muôn đời. Mà lúc này đây, khi thật sự ngồi vào vị trí này, gã lại không cảm thấy sướng lắm, bây giờ gã chỉ cảm thấy cái gánh trên vai thật nặng. Trách nhiệm. Bản thân có thể dẫn dắt vương triều thiên mộ đi tới một vinh quang hoàn toàn mới không? Hai tay thiên thần từ từ siết chặt, ánh mắt dần trở nên kiên định. Thiên thần đết cái tên này, ắt sẽ vang dội muôn đời. Vương triều thiên mộ, cũng sẽ vang dội muôn giới trong vũ trụ. Bên dưới, trong đám người, một người đàn ông đang nhìn thiên thần. Chính là thiên hình. Bên cạnh gã, kê tướng nhẹ giọng nói, điện hạ, cam tâm không? Sau khi thiên hình im lặng rất lâu, nói từ khi nó ra đời, trên người đã mang long khí, tài năng thiên bẩm, trở thành sự ồn tài được bao người quan tâm, để ý. Tất cả sự nỗ lực của ta, đứng trước thiên phú và tổ long khí của nó, đều trông rất nực cười, thầy có biết thứ thật sự khiến ta tuyệt vọng là gì không? Là trước kia khi ta dẫn nó quỳ xuống cầu xin tổ tiên, lời cầu xin quỳ gối của ta, các tổ tiên đều không phản ứng gì, nhưng, nó vừa mở miệng, tất cả tổ tiên đều hưởng ứng. Khoảnh khắc đó, ta mới thật sự hiểu rõ, mỗi thời đại đều có một số thứ được gọi là con cháu của vận may, mà người bình thường, đứng trước con cháu của vận may, đã được định trước là phải trở thành vật làm nền. Biểu cảm kê tướng phức tạp. Ông ta nhìn thiếu niên trưởng thành trước mắt, chỉ có ông A mới biết thiếu niên này từng nỗ lực bao nhiêu, song cho dù như vậy, trong phương diện võ đạo, cho dù thiếu niên này cố gắng chừng nào, nhưng vẫn không đuổi kịp cửu điện hạ kia. Ngoài thiên phú ra, vận may của vị cửu điện hạ này cũng là thứ mà vị đại hoàng tử này thua xa, bởi vì cửu điện hạ có tổ long khí, do đó, vô số thế lực và thế gia đều bằng lòng giao lưu với gã, còn đại điện hạ thì không có được nên phải đi giao thiệp, tạo quan hệ từng chút một. Giống như bây giờ, ông ta tin rằng, nếu vị hình điện hạ này gặp được vị Diệp công tử kia trước, bọn họ nhất định cũng sẽ trở thành bạn rất tốt. Nhưng thế giới này là vậy, không có nếu như, thiên hình đột nhiên mỉm cười. Thật ra cũng khá tốt. Kê tướng nhìn thiên hình nhìn thiên thần ngồi trên ghế vua, nhẹ giọng nói, mặc dù sự tồn tại của nó là bất hạnh của ta, nhưng lại là điều vô cùng may ma của vương triều thiên mộ. Bên ngoài, Diệp quân được thượng thương chủ đưa đi xuyên qua các thời không, loáng cái, họ đã nhảy qua vô vàn vũ trụ tinh hà. Trên đường đi, thượng thương chủ giữ vẻ mặt nghiêm nghị, vì ông ta phát hiện tình trạng của Diệp quân ngày càng tệ. Phong ấn ác đạo ở mi tâm hắn ngày càng rõ nét hơn, cùng với đó, khí tức trên người hắn cũng đang yếu dần. Thực lực của hắn cũng liên tục bị phong ấn. Tuy hắn đã dùng ý chí của mình để chống cự, nhưng giờ thì ý thức cũng đang dần mơ hồ rồi. Thượng thương chủ nhìn phong ấn ác đạo ở mi tâm của Diệp quân mà nghiêm mặt, họ phải nhanh chóng đến thiên mộ. Chỉ có đại ca mới có thể chống lại sức mạnh của ác đạo. Nghĩ vậy, thượng thương chủ nhanh chóng gia tăng tốc độ. Không lâu sau, ông ta đã đưa Diệp quân xuyên qua tiếp rất nhiều vũ trụ tỉnh vực. Giờ họ chỉ còn cách thiên mộ chưa đến chục phút, song đúng lúc này lại có chuyện bất ngờ xảy ra, thời không trước mặt họ đột nhiên uốn lượn rồi nứt ra. Thượng thương chủ híp mắt lại, sau đó cùng Diệp quân nhún người, rời khỏi đường hầm thời không rồi xuất hiện ở một tinh không vô tận. Thượng thương chủ chậm chậm ngẩng lên nhìn phía trước thì thấy có một hòa thượng mập mạp đang đứng ở đây. Người này có vẻ mặt hung dữ khác thường. Nửa thân trên để trần, lộ ra cơ thể to béo, trên cổ gã còn đeo một chuỗi tràng hạt như làm bằng đầu lâu người, khiến ai nhìn cũng phải dựng tóc gáy. Trên lưng gã có một con cá gỗ to, không biết được làm bằng chất liệu gì mà có vẻ rất nặng. Thượng thương chủ nói với hòa thượng đó, đại thiện tự. Ngươi là chú ách phản đồ của đại thiện tự. Hòa thượng béo nhếch mép cười, ông là thượng thương chủ trong truyền thuyết đó hả? Ta muốn gặp ông lâu lắm rồi. Nói xong. Gã tung người lên, một tia Phật quang xuất hiện chiếu sáng vũ trụ tinh hà. Hòa thượng béo bất ngờ lôi con cá gỗ khổng lồ sau lưng ra,
sau đó đập về phía Thượng Thương Chủ. Quỳnh! Cú đập đó khiến thời không mà Diệp Quân cùng Thượng Thương Chủ đang đứng lõm xuống, một luồng uy áp vô tận lan ra như muốn nghiền ép Diệp Quân và Thượng Thương Chủ. Thượng Thương Chủ giận dữ, sau đó tiến lên một bước. Ngay sau đó, có một ảo ảnh khổng lồ ngưng tụ trên không. Ảo ảnh đó tung một quyền thật mạnh về phía Hòa Thượng béo kia. Bụp! Sức mạnh của hai người vừa va chạm, vũ trụ tinh hà này đã hóa thành cho bụi và trở nên tối đen. Hòa Thượng béo chấn động đến mức lùi lại, vừa dừng bước thì khóe miệng gã đã ứa máu, da thịt cũng nứt ra, máu tươi chảy, còn gã thì ngẩng lên nhìn về phía Thượng Thương Chủ đang đứng oai phong như một vị thần. Gã thoáng qua vẻ dè chừng rồi nói, đúng là người của Văn Minh Thiên Mộ có khác, giỏi đấy. Thượng Thương Chủ mặc kệ gã, sau đó ngoái lại nhìn thì thấy có một ảo ảnh đang bước tới. Ý chí đại đạo. Thượng Thương Chủ không lấy làm lạ khi ý chí đại đạo này hỗ trợ mình ngày càng nhiều, vì nó là ý chí đại đạo của Văn Minh Vũ Trụ cấp 9, thêm tổ đạo trong truyền thuyết đứng sau nữa nên không ít cường giả đỉnh cao nguyện ý nghe theo sai khiến của nó. Dẫu sao đi theo ý chí đại đạo cũng như gia nhập một tổ chức. Vào được rồi thì thân phận sẽ khác, khi ấy có ai không khuất phục chứ? Ý chí đại đạo nhìn chăm chằm vào Thượng Thương Chủ, lúc này y không hề nổi giận mà bình tĩnh hỏi, người thanh niên này là ai? Đánh đến bây giờ, cuối cùng nó đã thấy có gì đó là lạ. Một người thanh niên bình thường thì không thể khiến Thiên Chiêu Đế và Thượng Thương Chủ cùng bảo vệ như vậy. Đương nhiên là nó chỉ hiếu kỳ mà thôi. Trong suy nghĩ của nó thì người thanh niên nghịch đạo này đã bị nó xử tội chết, vì nếu không giết hẳn, chuyện này đồn ra ngoài thì nó còn mặt mũi gì nữa. Và lại phải cho mọi người lấy đó làm gương. Nghe thấy câu hỏi của ý chí đại đạo, Thượng Thương Chủ cười đáp, ý chí đại đạo, người đoán xem. Ý chí đại đạo quan sát Diệp Quân thì không cảm nhận được khí vận đặc biệt nào trên người hắn cả, số kiếp của hắn cũng rất bình thường. Đương nhiên, lực chiến đấu của hắn thì hơi khác lạ. Ý chí đại đạo trầm mặc một lát rồi nói, không quan trọng, dù hẳn là ai thì hôm nay cũng phải chết ở đây thôi. Nói xong, nó đã cất bước. Uy áp đại đạo cuồn cuộn đã ập về phía Thượng Thương Chủ. Còn Hòa Thượng béo kia cũng nhân cơ hội này rồi lắc người một cái, sau đó biến thành một tia Phật quang khổng lồ tấn công Diệp Quân. Gã không dám ra tay với Thượng Thương Chủ, vì vậy đành nhảm vào Diệp Quân. Diệp Quân ngẩng mạnh đầu lên, ngay sau đó hắn đã cầm kiếm Thanh Huyên xông về phía Hòa Thượng béo. Ầm! Khi một tia sáng kiếm lóe lên, Hòa Thượng béo cùng Diệp Quân đều phải lùi lại. Sau khi dừng bước, Hòa Thượng béo đã phải thấy kinh ngạc, vì gã phát hiện con cá gỗ trong tay mình đã xuất hiện vết nứt. Gã ngẩng lên nhìn Diệp Quân mà thầm chấn động, phải biết rằng con cá gỗ này của gã được làm từ thần tinh đặc biệt, thêm nhận được rất nhiều cúng bái ở Đại Thiện Tự, có thể nói nó hoàn toàn có thể đứng trong top 3 các thần khí tạo hóa ở Văn Minh Vũ Trụ cấp 9. Vậy mà bây giờ, khi đối đầu với kiếm của thanh niên này, nó đã bị nứt. Hòa Thượng béo nhìn thanh đoản kiếm của Diệp Quân rồi khó tin nói, kiếm của ngươi. Bù! Gã vừa nói dứt câu thì Diệp Quân ở phía xa đã cầm kiếm xông tới chém. Thấy Diệp Quân chẳng nói chẳng rằng mà ra tay luôn, Hòa Thượng béo lập tức nổi giận. Gã niệm Phật Pháp, sau đó cầm con cá gỗ bằng tay phải đập về phía Diệp Quân. Nhờ có Phật Kinh hỗ trợ nên con cá gỗ đã tỏa ra các luồng Phật quang màu đen đáng sợ. Phật quang cùng kiếm quang vừa va chạm, đôi bên đã xuất hiện vết nứt, các làn sóng kiếm khí cùng Phật quang lan ra xung quanh. Diệp Quân cùng Hòa Thượng béo đều phải lùi lại. Nhưng Diệp Quân vừa dừng bước thì lại tiếp tục tấn công Hòa Thượng béo tiếp. Bây giờ, hắn cần phải chiến đấu, thậm chí là điên cuồng, vì chỉ có vậy thì mới khiến hắn chống lại được sức mạnh phong ấn của ác đạo. Sau khi Hòa Thượng béo và Diệp Quân giao đấu hai hiệp, gã đã bắt đầu thấy căng thẳng, cứ tưởng tên này dễ chơi, ai dè đánh rồi mới biết không dễ ăn chút nào. Bây giờ, món thần khí tạo hóa đang nứt toác ra rồi. Thấy Diệp Quân lại tấn công tới tiếp, Hòa Thượng béo không dám lơ là mà nhanh chóng thôi thúc Phật Kinh, sau đó cầm con cá gỗ tiếp tục lao về phía Diệp Quân. Nhưng lần này, kiếm kỹ mà Diệp Quân thi triển là Nhất Kiếm Quyết Sinh Tử, uy lực của nó bùng nổ. Khi Hòa Thượng béo nhận ra điều này thì đã muộn, gã rất hoảng. Ầm! Sau một tiếng động lớn vang lên, Hòa Thượng béo cùng con cá gỗ đã bị đánh bay. Trong lúc bay đi, con cá trong tay gã đã nổ tung và biến thành các mảnh vụn rồi bắn tung tóe. Xua khi dừng lại được, Hòa Thượng béo rất kinh hãi. Nhưng đúng lúc này, Diệp Quân lại cầm kiếm lên lao tới chém tiếp,
sức mạnh của kiếm này hơn kiếm trước nhiều. Hòa thượng béo thấy thế thì biến sắc mặt, gã không dám đối đầu với Diệp Quân nữa mà lách người lùi lại thật xa. Vèo! Đường kiếm của Diệp Quân rơi xuống hư vô, khiến thời không đen ngòm nứt ra các lỗ hổng thật sâu. Hắn chậm chậm ngẩng lên nhìn Hòa thượng béo, thấy Diệp Quân nhìn mình, Hòa thượng béo lo lắng, đang định rút lui tiếp thì Diệp Quân đã biến thành một đường kiếm lao về phía ý chí đại đạo ở đằng xa. Ý chí đại đạo đang chiến đấu với thượng thương chủ cảm nhận được điều gì đó nên chợt ngoái lại thì thấy có một đường kiếm đang bay về phía mình. Nó giơ tay tung ra một cú đấm, trong cú đấm ấy chứa đựng sức mạnh của đại đạo nên vô cùng đáng sợ, nó đã ép Diệp Quân phải lùi lại thật xa. Diệp Quân vừa dừng lại thì đã hít sâu một hơi, lúc này hắn đã dần thích ứng được với sức mạnh phong ấn của ác đạo. Ý chí đại đạo nhìn hắn đăm đăm với ánh mắt trào dâng sát khí, sau đó nó chợt lách người. Ngay sau đó đã có một đại đạo trường hà lao về phía Diệp Quân. Diệp Quân không hề lùi bước, mà cầm kiếm thanh huyên lên chém. Kiếm quang như thác, uỳnh. Trong tinh vực đen ngòm có một làn sóng khí khủng bố bùng nổ, loáng cái nó đã lan ra rất xa. Diệp Quân cũng bị làn sóng này đẩy lui, khi dừng lại được thì hắn chỉ thấy ý thức của mình đã trở nên mơ hồ. Vẻ mặt hắn dần trở nên hung dữ. Hắn muốn điều động sức mạnh huyết mạch trong cơ thể nhưng sức mạnh của cả ba loại huyết mạch đều bị phong ấn ác đạo trấn áp hết rồi. Bây giờ, chẳng những hắn không thi triển được ba loại huyết mạch, đến kiếm ý cũng không thể dùng tới. Hơn thế nữa, sức mạnh phong ấn ác đạo cũng đang mạnh dần lên. Ác đạo, nơi nào có ác niệm thì ác đạo sẽ càng mạnh hơn. Ý chí đại đạo thấy Diệp Quân có vẻ là lạ thì định ra tay tiếp, nhưng lúc này, thượng thương chủ đã xông tới nó. Ý chí đại đạo quay lại rồi tung một cú đấm về phía thượng thương chủ. Bụp! Thượng thương chủ và ý chí đại đạo cùng lùi lại. Sau khi dừng bước, sau lưng thượng thương chủ đã ngưng tụ một hình dạng đại đạo hư ảo, khí tức mạnh mẽ như thủy triều liên tục lan ra xung quanh. Khí tức của ông ta giờ đã không thua gì khí tức đại đạo của ý chí đại đạo. Thượng thương chủ lo lắng nói với Diệp Quân, cậu Diệp, vẫn trụ được chứ? Diệp Quân hít sâu một hơi rồi gật đầu, vẫn cố được. Thượng thương chủ quay lại nhìn ý chí đại đạo, ta sẽ cầm chân tên đại đạo khốn kiếp này cùng tên hòa thượng kia, người hãy đi sang bên phải, cứ đi thẳng. Khi nào tới thiên mộ thì hãy báo tên mình, sẽ có người tới tiếp ứng ngươi. Đi ư? Ý chí đại đạo cười lạnh, đi thử ta xem. Thượng thương chủ, cậu Diệp, hai tên khốn này không làm gì được ta đâu. Ngươi mau đi đi, chỉ có đại ca ta mới có thể diệt trừ phong ấn cho ngươi thôi. Diệp Quân không nhì nhàng mà quay người dựng kiếm định đi ngay. Nhưng đúng lúc này, tiểu tháp lại nói, cẩn thận đấy thằng kia. Ngay sau đó, Diệp Quân không biết cảm thấy gì mà dựng hết tóc gáy. Cảm giác nguy hiểm bất ngờ xuất hiện khiến từng sợi dây thần kinh của Diệp Quân trở nên căng thẳng. Hắn ngoảnh lại rồi cầm chặt kiếm thanh huyên chờ nghênh chiến như con hổ vồ mồi. Hắn tập trung nhìn về phía xa thì thấy thời không ở đó nứt ra. Sau đó có một tàn ảnh như thiên binh vạn mã đang ùa về phía hắn, uy áp khí tức mạnh mẽ đã chèn ép khiến hắn thở không ra hơi. Diệp Quân co đôi con ngươi lại, sau đó lật cổ tay rồi chém một kiếm xuống. Vu ti! Kiếm quang lập tức vỡ nát, Diệp Quân bị đánh bay ra xa. Khi vừa dừng lại thì cơ thể cũng nứt, máu tươi ứa ra. Hỗn láo! Bỗng có tiếng quát của thượng thương chủ vang lên, ngay sau đó một quyền ấn vạn trượng đã tấn công hư ảnh kia. Nhưng nó không hề né tránh mà cũng tung một quyền tiếp chiêu. Quỳnh! Hai quyền ước cùng vỡ tan. Thượng thương chủ thấy quyền thế cùng quyền ý của mình rơi xuống thế hạ phong thì hơi kinh ngạc. Ông ta nhìn ảo ảnh kia thì thấy nó dần trở nên chân thực giống một người đàn ông trung niên. Mà Diệp Quân lại quen người này. Đó chính là Cửu Châu Chủ. Khi này, thực lực của Cửu Châu Chủ đã mạnh hơn trước rất nhiều. Cửu Châu Chủ cũng thuận theo đạo. Nhưng cấp bậc của ông ta cao hơn các cường giả thuận đạo bình thường khác nhiều. Vì đạo ông ta theo là tổ đạo, tổ của tất cả ý chí đại đạo. Trước kia, ông ta nhận lời tổ đạo nên mới tới vũ trụ quan huyên ngăn cản chân thần. Tuy không có thù địch gì với chân thần nhưng ông ta vẫn đi, vì thế sau trận chiến đó, ông ta đã nhận được khá nhiều lợi ích của tổ đạo, thực lực cũng lên một bậc mới so với trước. Sự xuất hiện bất ngờ của Cửu Châu Chủ khiến ý chí đại đạo kia cũng thoáng kinh ngạc. Nó biết Cửu Châu Chủ, đây là người mà tổ đạo ưng ý nên có địa vị rất đặc biệt, đương nhiên thực lực cũng rất mạnh. Nó không ngờ ông ta lại xuất hiện ở đây, lẽ nào chuyện ở đây đã làm kinh động đến lão tổ tông.
Lúc ý chí đại đạo đang nghỉ hoặc thì cửu châu chủ nói với nó, hắn tên là Diệp Quân, tu luyện trật tự nhất đạo, cũng coi như kẻ nghịch đạo. Thân phận của hắn đặc biệt nên ngươi đừng chủ quan. Ý chí đại đạo trầm giọng nói, ông đến đây theo ý của lão tổ tông à. Cửu châu chủ gật đầu, ừ. Nó thoáng vẻ ngạc nhiên, hắn đã làm kinh động đến lão tổ. Cửu châu chủ lắc đầu, lai lịch của hắn không đơn giản, vài ba câu không thể nói rõ được. Nói xong, ông ta nói với thượng thương chủ, theo ta được biết, tuy ngươi không thuận đạo hẳn nhưng cũng không công khai chống đối tổ đạo. Tổ đạo đã dặn ta cho ngươi một cơ hội, nếu bây giờ ngươi quy thuận thì sẽ giúp ngươi lên một tâm cao mới. Tổ đạo. Thượng thương chủ cười nói với cửu châu chủ, quy thuận. Cửu châu chủ bình tĩnh nói, đây là cơ hội cuối cùng cho các ngươi, nếu không đến thiên mộ cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Thượng thương chủ cười nói, ngươi là cửu châu chủ hả? Cửu châu chủ gật đầu. Thượng thương chủ bật cười, cửu châu chủ, nghe đồn ngươi cũng là một nhân vật phi thường. Ta không nghĩ ngươi lại làm con chó cho tổ đạo, đến cấp bậc như ngươi rồi thì nên hiểu rõ rốt cuộc tổ đạo muốn làm gì chứ. Cửu châu chủ không hề để tâm đến trò kéo dài thời gian của thượng thương chủ nên bình tĩnh nói, ngươi đang cố kéo dài thời gian thôi. Thượng thương chủ híp mắt lại, nụ cười dần biến mất. Cửu châu chủ tự tin như vậy chứng tỏ vẫn còn một con át chủ bài. Cửu châu chủ nói tiếp, thượng thương chủ, đây là cơ hội cuối cùng của các người. Thượng thương chủ cười nói, cửu châu chủ, nếu chúng ta muốn quy hàng thì đã làm rồi, cần gì chờ tới nay. Cửu châu chủ, trong mắt ngươi thuận đạo là quy hàng, còn với ta thì là thuận theo thiên đạo, là cân bằng sinh thái chúng sinh cùng vũ trụ, là bảo vệ trật tự vũ trụ. Thượng thương chủ bật cười, cửu châu chủ, ngươi quỳ lâu rồi. Ta hỏi ngươi ngươi thuận theo tổ đạo có phải vì muốn đột phá cực hạn văn minh, thoát khỏi nhân quả số mệnh cùng sự nắm giữ của đại đạo không? Cửu châu chủ im lặng nhìn thượng thương chủ. Thượng thương chủ, đúng là vậy rồi, ta hỏi ngươi tiếp. Với thực lực của ngươi thì chắc ngươi biết rõ chúng ta vốn phải dựa vào sức mình để đột phá cực hạn, thoát khỏi nhân quả số mệnh, vượt khỏi hạn chế văn minh vũ trụ, tự chứng thành đạo, hoàn thành đạo ngã tự tại. Nhưng tổ đạo lại cưỡng chế cắt đứt con đường thành đạo của mọi người, sau đó đặt ra cảnh giới, bắt chúng sinh phải thuận đạo. Nếu không theo ý thì là kẻ nghịch đạo và phải chết. Nói rồi, ông ta lắc đầu, nếu chỉ vậy thì đâu đến nỗi. Điều độc ác hơn là cứ cách một thời gian. Tổ đạo lại mở lại vũ trụ một lần, mang tiếng là cân bằng vũ trụ nhưng thực chất mục đích lại là không muốn để bất kỳ vũ trụ nào xuất hiện sinh linh mạnh mẽ gây đe dọa đến nó. Thứ đang hút máu của vũ trụ không phải chúng sinh mà là tổ đạo đấy. Nghe thượng thương chủ nói xong, Diệp Quân ngước lên ngỡ ngàng nhìn ông ta. Thượng thương chủ nói tiếp, cửu châu chủ, thuận đạo thì không bao giờ vượt đại đạo được. Vì tổ đạo đã cắt đứt con đường ấy lâu rồi. Sở dĩ nó tạo ra một con đường để ngươi đi không phải cho ngươi đi đến cuối mà để dễ dàng nô dịch ngươi hơn. Sự tồn tại của ngươi ngày hôm nay là vì có những kẻ nghịch đạo như chúng ta, sau này nếu không còn những người như chúng ta nữa thì để xem tổ đạo cho tha cho ngươi không. Cửu châu chủ bình tĩnh nói, thượng thương chủ, đạo tâm của ta rất kiên định, không phải chỉ vì vài ba câu của ngươi mà lay động được. Ta hỏi lại lần cuối, theo thì sống, chống lại thì chết, ngươi chọn con đường nào? Thượng thương chủ cười phá lên, ta thà chết đứng còn hơn sống quỳ, nào, nghe nói ngươi là cường giả mạnh nhất vực cửu châu, cho ta xem thử coi. Nói xong, ông ta cất bước, hình dạng đại đạo khổng lồ cùng các luồng uy áp nghịch đạo đã xuất hiện. Cả vũ trụ tinh hà rung chuyển. Cửu châu chủ cũng không chịu yếu thế, ông ta tiến lên trước rồi nắm chặt tay phải lại, ngay sau đó cửu châu quyền đã bay đi. So với trước đó, thực lực hiện giờ của ông ta đã mạnh hơn rất nhiều. Uy lực của quyền này đủ để dễ dàng diệt trừ rất nhiều vũ trụ tinh hà. Lên đi! Thượng thương chủ chợt cười lớn, sau đó hình dáng đại đạo phía sau đã tung một cú đấm mạnh về phía cửu châu chủ. Quyền thế ngất trời, tinh hà mênh mông không thể chịu nổi nên đã dần diệt vong. Đối mặt với quyền của thượng thương chủ, cửu châu chủ không hề sợ hãi, ông ta nắm chặt tay phải lại, vô vàn cửu châu quyền đã ngưng tụ, ngoài ra còn có sức mạnh đại đạo nữa. Khi ảo ảnh đại đạo của thượng thương chủ bay tới, cửu châu chủ đã lách nhảy lên rồi tung một quyền về phía ảo ảnh. Đại đạo, quyền của ông ta mở ra hợp lại, vô cùng mạnh mẽ, nó mang khí thế tiêu diệt tất cả. Loáng cái, hai quyền mạnh mẽ của bọn họ đã va chạm. Ầm, ngay sau đó có một làn sóng khủng khiếp lan ra,
hòa thượng béo có thực lực yếu nhất đã bị đánh bay ra xa. Diệp Quân cũng bị đẩy lui, nhưng hắn vẫn chống đỡ được. Còn ý chí đại đạo thì vẫn đứng vững vàng, nó lạnh lùng nhìn thượng thương chủ, thi thoảng lại nhìn sang Diệp Quân. Sau khi Diệp Quân thấy thượng thương chủ không rơi xuống thế hạ phong thì bắt đầu nhìn sang ý chí đại đạo, hắn không nói nhiều mà vung kiếm lên chém luôn. Chiến đấu. Hắn phải chiến đấu. Nếu không chiến đấu thì phong ấn ác đạo trong cơ thể hắn sẽ ngày càng mạnh hơn, sau đó trấn áp hoàn toàn tu vi. Cùng thực lực của hắn. Thấy Diệp Quân dám chủ động ra tay, ý chí đại đạo lạnh mặt rồi điểm mạnh một cái. Một thần quang đại đạo xuất hiện, sau đó bùng nổ. Chẳng mấy chốc, kiếm quang của Diệp Quân đã bị vỡ nát, hắn lại biến thành một đường kiếm rồi tấn công tiếp. Thực lực của ý chí đại đạo mạnh hơn Diệp Quân, nhưng vấn đề là Diệp Quân có kiếm thanh huyên nên có thể phá được sức mạnh của nó. Điều này khiến tuy nó có thể áp chế Diệp Quân nhưng không thể giết hắn ngay được. Hòa thượng béo ở phía xa thấy thế thì đã hoảng sợ đến cực điểm, tuy thực lực của gã không tệ, nhưng gã biết rõ mình kém hơn những người này rất nhiều. Giờ gã không thể tham gia vào trận đánh này nữa, nhưng gã không rời đi mà chuẩn bị ăn hôi một chút, ánh mắt của gã nhìn vào thanh kiếm của Diệp Quân. Nếu Diệp Quân chết thì gã có cơ hội lấy thanh kiếm ấy. Vì ý chí đại đạo là cường giả quá mạnh rồi, chắc chắn nó không thèm mấy thứ tầm thường kia đâu. Quỳnh! Đúng lúc này, chợt có một tiếng nổ vang lên ở phía xa, ngay sau đó có một đường kiếm lan ra xung quanh. Diệp Quân liên lục lùi lại. Khi hắn vừa dừng bước thì thấy ý chí đại đạo đã lao tới, sau đó là một cú đấm. Diệp Quân bay lên cao rồi chém một kiếm xuống. Ầm, hắn lại bị đánh bay. Tuy Diệp Quân đã bị áp chế, nhưng ý chí đại đạo không giết được hắn. Diệp Quân cũng đang ảo não, vì bây giờ chỉ có kiếm thanh huyên mới có thể chống lại phong ấn ác đạo ở mi tâm hắn. Nhưng giờ kiếm không còn nguyên vẹn, muốn khôi phục nó thì buộc phải dùng tới kiếm ý trật tự của hắn. Nhưng giờ hắn không điều động kiếm ý được. Đây là điều khiến hắn canh cánh nhất lúc này. Còn Tháp Gia. Thật ra Tháp Gia cũng không ổn hẳn, vì trước đó đã bị đánh rất thảm thương. Phải gọi là thảm nhất từ trước tới giờ. Quỳnh. Đúng lúc này, có một luồng khí tức mạnh mẽ cuốn từ bên phải tỉnh Hà tới. Thấy thế, Diệp Quân thở phào một hơi, chắc là quân chỉ viện của Thượng Thương Chủ tới. Xong, ông ta lại nói, cậu bạn cẩn thận. Không phải người mình đâu. Không phải người mình. Nghe thấy Thượng Thương Chủ nói vậy, Diệp Quân lập tức nâng cao cảnh giác. Lần này, hắn không xông lên nữa mà lùi lại. Xong, hắn vừa dừng bước thì thời không đen tối trước mặt đã nỡ nát, ngay sau đó có một nắm đấm khổng lồ như ngọn núi lớn bay tới. Trong cú đấm này mang uy áp yêu thú khủng khiếp, khiến hắn không thể thở nổi. Không còn đường lui nữa nên hắn đành tiến lên. Tung ra một kiếm quyết định sống chết. Quỳnh. Kiếm quang bay đi, Diệp Quân lập tức bị đánh bay. Thượng Thương Chủ ở phía xa thấy thế thì nổi giận ngất trời, ông ta định tới chi viện cho Diệp Quân, nhưng đã bị Cửu Châu Chủ chặn lại. Thực lực của ông ta và Thượng Thương Chủ ngang nhau, vì thế ông ta không làm gì được Cửu Châu Chủ, và đối phương cũng vậy. Sau khi dừng lại, Diệp Quân chỉ thấy huyết khí trong người mình chảy ngược, toàn thân như dã rời. Nhất là cánh tay phải lúc này như đã mất hết cảm giác. Sức mạnh lớn quá. Diệp Quân thoáng thấy ngạc nhiên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không xa thì thấy vị trí mình đang đứng có thêm một người đàn ông trung niên. Người này có dáng người rất cao, phải gấp đôi người bình thường, gương mặt cũng vô cùng tuấn tú. Ông ta mặc một chiếc áo bào vải, đôi vai rộng lớn, cánh tay dài, toàn thân tỏa ra sức mạnh bùng nổ. Ngoài ra, trên người ông ta còn tỏa ra uy áp yêu thú khiến người ta thấy khiếp sợ. Người đó chính là tổ tiên Thái Cổ Khưu của yêu tộc Thái Cổ. Thái Cổ Khưu quan sát Diệp Quân rồi cười nói, còn trẻ vậy mà đã ở cảnh giới này và tiếp được cú đấm của ta, lợi hại hị. Diệp Quân im lặng lau vệt máu trên khóe miệng, giờ hắn đang ở tình cảnh không ổn, chưa nói đến phong ấn ác đạo, huyền khí trong người hắn đã tiêu hao gần hết rồi nên không thể giúp hắn chiến đấu quá lâu được. Nếu cứ đánh tiếp thì hắn sẽ chết vì mất sức. Chờ quân chỉ viện. Diệp Quân nhìn về phía Thượng Thương Chủ đang bị kìm chân ở phía xa rồi hít sâu một hơi, đương nhiên hắn vẫn phải. Chờ quân chỉ viện nhưng bây giờ thì phải dựa vào mình trước. Nghĩ vậy, hắn đột nhiên nhìn xuống tay phải, trên đó có máu phong ma mà hắn lưu lại. Hắn hơi ngẩn người khi nhìn huyết dịch này. Đúng lúc này, ý chí đại đạo chợt lên tiếng, giết hắn đi.
Nói xong, nó đã biến thành một đại đạo trường hà rồi tấn công Diệp Quân. Lúc này, nó cũng phát hiện Diệp Quân đang lúc yếu ớt, không thể cầm cự lâu được nữa. Hiện giờ, nó thấy hơi bất an. Với thiếu niên kiếm tu này nên tốt nhất phải giải quyết sớm. Thái Cổ Khưu không ra tay, vì ông ta thấy hai đánh một thì quá hèn, hơn nữa cảnh giới của Diệp Quân còn thấp như vậy. Đúng lúc này, Diệp Quân chợt cầm kiếm Thanh Huyên rồi cứa vào cổ tay mình. Máu tươi chảy ra. Thấy thế, ý chí đại đạo đang lao về phía hắn chợt cau mày, không biết tên này làm thế có mục đích gì. Ngay sau đó, những giọt máu nhỏ xuống của Diệp Quân đã biến thành một tia màu đỏ rồi bay lên trời. Sức mạnh huyết mạch phong ma cuồn cuộn. Thấy vậy, Diệp Quân bật cười. Huyết mạch phong ma mà ở trong người hắn thì sẽ bị phong ấn, nhưng nếu chảy ra bên ngoài thì không. Đương nhiên, làm thế này cũng hơi phí máu. Nhưng với hắn mà nói thì lúc này, phí máu vẫn tốt hơn là chết. Diệp Quân cầm kiếm Thanh Huyên giơ lên cao, ngay sau đó tia máu kia đã chui vào trong kiếm. Tiếp theo, hắn tiến lên rồi chém mạnh một kiếm xuống. Vút! Một tiếng động lớn vang lên, ý chí đại đạo đã bị chém văng ra xa. Thấy thế, Thái Cổ Khưu thoáng kinh ngạc, sau đó nhìn thanh kiếm của Diệp Quân rồi nói, thanh kiếm này, máu huyết này. Ý chí đại đạo vừa dừng lại thì đã ngẩn tò te, nó nhìn tay phải của mình thì thấy có một vết chém rất sâu. Nó không hề tức giận, mà chỉ thấy khó tin. Nó nhìn Diệp Quân thì thấy hắn vẫn bình thường, nhưng thanh kiếm trong tay hắn đã biến thành màu đỏ máu. Sức mạnh huyết mạch. Lần đầu tiên nó trông thấy sức mạnh huyết mạch của Diệp Quân, đương nhiên điều thật sự khiến nó ngạc nhiên là nó chưa từng thấy sức mạnh huyết mạch nào khủng khiếp như vậy. Song, vẫn còn điều khiến nó chấn động, đó là Diệp Quân còn có thể thao tác như thế. Ý chí đại đạo chợt nói với Thái Cổ Khưu, cùng ra tay đi. Nói xong, nó bay vút lên trời, sau đó xòe hai tay ra. Ngay sau đó, thời không mà Diệp Quân đang đứng trở nên mờ ảo, tiếp theo hắn đã xuất hiện trong một thời không hỗn loạn. Đại đạo diễn hóa. Vô vàn vũ trụ tinh hà trong đất trời đều bị tiêu diệt. Khi tinh hà vũ trụ này bị chôn vùi, Diệp Quân đã biến sắc mặt. Vì hắn phát hiện khi như vậy thì sức mạnh phong ấn ở M tâm hắn lại bắt đầu trở nên mạnh hơn. Ý chí đại đạo rõ ràng đã phát hiện ra tính đặc biệt của phong ấn ác đạo này. Sức mạnh của phong ấn ngày càng mạnh, Diệp Quân không dám nghĩ nhiều mà cầm kiếm rồi nhảy lên, sau đó chém mạnh xuống. Tuy kiếm Thanh Huyên đã gãy, không thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh, nhưng dù thế thì các sức mạnh bình thường cũng không trói buộc nó được. Tính tới nay mới chỉ có Phạn Chiêu Đế là người áp chế được nó. Diệp Quân chém một kiếm xuống khiến thời không này nứt ra một lỗ hổng lớn. Thấy thế, ý chí đại đạo biến sắc mặt, sau đó tức giận nói với Thái Cổ Khưu cản hắn lại. Nhưng Thái Cổ Khưu lại lắc đầu. Hai đánh một thì hơi vô liêm sỉ. Ông ta là yêu tổ thì sao có thể làm chuyện hèn hạ như thế chứ? Mẹ kiếp, thấy thế, ý chí đại đạo lập tức chửi thề một câu. Lúc này, Diệp Quân đã xé rách thời không, sau đó biến thành một đường kiếm rồi bay ra khỏi đây. Thấy hắn đã thoát khỏi khống chế của mình. Ý chí đại đạo bừng lửa giận, sau đó nói với Thái Cổ Khưu, đồ ngu xuẩn, ông có biết mình đang. Thái Cổ Khưu bất ngờ đứng dậy rồi tung một quyền về phía ý chí đại đạo. Ý chí đại đạo, bụp, đòn Thái Cổ Khưu tung ra có sức lực cực mạnh, khiến ý chí đại đạo bị đánh văng ra thật xa. Sau khi dừng lại, nó lườm Thái Cổ Khưu, ông chán sống rồi hả? Thái Cổ Khưu, ý chí đại đạo, bổn vương đến đây không phải để nghe lệnh ngươi. Cho nên tốt nhất ngươi hãy ăn nói cho cẩn thận, không thì ta sẽ rách miệng ngươi ra đấy. Ý chí đại đạo lập tức nhíu mày. Nó là đại đạo của văn minh vũ trụ cấp 9, cường giả ở văn minh này đều phải kính trọng nó. Nhưng Thái Cổ Khưu và Cửu Châu chủ lại là ngoại lệ, vì đứng sau họ chính là tổ đạo. Có người tuy là thuộc hạ, nhưng phía sau có hậu thuẫn thì cấp trên cũng không làm gì được. Thái Cổ Khưu mặc kệ ý chí đại đạo đang giận dữ. Sau đó ngoái lại nhìn Diệp Quân rồi nói, phải công nhận là ngươi khiến bổn vương phải ngạc nhiên đấy. Nếu không có phong ấn ác đạo trấn áp thực lực của ngươi thì ý chí đại đạo này khéo đã bị người chém chết rồi. Nghe thấy thế, ý chí đại đạo càng đen mặt hơn, nó lạnh băng mặt nhìn Thái Cổ Khưu. Nhưng Thái Cổ Khưu nào có để mắt tới nó, ông ta vẫn cười nói với Diệp Quân, nào, chúng ta đánh tiếp. Nói xong, ông ta bay vút lên cao. Khí tức yêu vương mạnh mẽ lan ra khắp không gian. Ông ta đứng trên cao rồi nắm chặt tay phải thành quyền,
Ngay sau đó ông ta đã xuất hiện trước mặt Diệp Quân rồi tung một cú đấm về phía hắn. Đơn giản. Trực tiếp. Không một động tác dư thừa, nhưng một đòn đơn giản này lại khiến Diệp Quân biến sắc mặt. Lần này, hắn không có lựa chọn chống trả, mà chỉ dựng ngang kiếm chống đỡ. Bụp. Kiếm quang vỡ nát, Diệp Quân đã bị đánh bay. Hắn vừa dừng lại thì đã có một luồng uy áp nghẹt thở cuốn tới. Diệp Quân tỏ vẻ hung dữ, sau đó cắt vào cổ tay mình, máu tươi chảy ra rồi chui vào kiếm thanh huyên trong tay hắn. Ngay sau đó, thanh kiếm đã rung lên dữ dội và phát ra tiếng kiếm sắc nhọn. Tiếp đó, Diệp Quân xông lên rồi chém một kiếm về phía Thái Cổ Khưu. Cheng! Sức mạnh của hai người vừa va chạm thì đã lan ra xung quanh và khiến cả hai đều phải lùi bước. Thái Cổ Khưu nhanh chóng dừng lại, ngay sau đó đã cúi xuống nhìn tay phải của mình thì thấy đã bị cứa rách. Ông ta thoáng vẻ kinh ngạc, ông ta luôn nghĩ thể xác của mình rất đỉnh, vậy mà giờ cũng bị rách hư. Đúng lúc này, ông ta ngoảnh lại thì thấy ý chí đại đạo đang tấn công Diệp Quân. Thái Cổ Khưu cau mì, không ngờ ý chí đại đạo lại làm như vậy, nó tính đánh lén ư. Đương nhiên không chỉ ông ta, đến Diệp Quân cũng không ngờ. Nhưng hắn luôn giữ cảnh giác nên khi ý chí đại đạo lao tới, hắn đã vung kiếm lên. Kiếm quang bùng nổ. Uỳnh. Một tiếng động lớn vang lên, Diệp Quân lại bị đánh bay, khi dừng lại thì người hắn đã bị nứt ra. Trước đó khi giao đấu với yêu vương Thái Cổ, hắn đã bị sức mạnh to lớn của ông ta đánh bị thương nặng. Bây giờ ý chí đại đạo lại lao tới tấn công nên hắn thấy khó mà cầm cự nổi. Diệp Quân lau vệt máu trên khóe miệng, sau đó ngẩng lên nhìn thì thấy ý chí đại đạo lại đang xông tới. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chạm vào phong ấn ở mi tâm với một cảm giác bất lực. Từ trước đến nay, hắn luôn muốn dựa vào sức mạnh ý chí to lớn của mình để phá bỏ phong ấn này, nhưng mãi không thành công. Sau đó, hắn đã hiểu ra, đại đạo áp chế, đạo của Phạn Chiêu Đế vượt qua hắn, cũng chính vì vậy nên hắn không thể phá vỡ phong ấn này được. Hắn thoáng vẻ dứt khoát nhìn ý chí đại đạo đang xông tới, mẹ kiếp, dù chết thì cũng phải kéo tên này theo. Khi hắn định ra tay thì tinh hà phía xa chợt uốn lượn, ngay sau đó có một giọng nói như tiếng sấm vang lên, ai dám động vào cậu Dương. Uỳnh! Sức mạnh to lớn ấy đã khiến cả vũ trụ tinh hà phải chấn động rồi bị hủy diệt. Ý chí đại đạo đang lao về phía Diệp Quân nghe thấy tiếng quát phẫn nộ ấy xong thì lập tức biến sắc mặt. Nó ngoái đầu nhìn lại thì thấy có một tàn ảnh đang lao về phía mình. Tàn ảnh ấy như một ngọn núi lớn đang rơi xuống, sức mạnh to lớn như sắp chèn chết nó. Thấy tàn ảnh phóng ra sức mạnh quá lớn, ý chí đại đạo híp mắt lại, không dám lơ là mà nhưng tấn công chuyển sang phòng thủ. Nó chặn hai tay trước ngực, một luồng khí thức đại đạo mạnh mẽ xuất phát từ đôi tay của nó rồi tạo thành một tấm lá chắn phóng ngự khủng khiếp. Bụp! Bức tường chắn ấy nhanh chóng vỡ nát. Ý chí đại đạo đã bị tàn ảnh đánh bay. Sau khi dừng lại, nó nhìn ra xa thì thấy có một người đàn ông mặc áo bào màu đen, gương mặt phủ kín phù văn cổ xưa, trông vô cùng đáng sợ. Thấy thế, ý chí đại đạo biến sắc mặt, ngươi là nghịch đạo hình đồ. Ha ha! Người đàn ông bật cười như tiếng sấm, ngươi mà cũng biết ta à? Thấy người đàn ông thừa nhận thân phận, ý chí đại đạo lập tức có vẻ kiêng dè. Nghịch đạo hình đồ. Thời đại này đã rất nhiều người quên đi con người này, nhưng nó thì biết. Người này đã là cường giả đỉnh cao của văn minh vũ trụ cấp 9 từ khi nó còn chưa quản lý nền văn minh này. Hơn nữa, ông ta còn là một kẻ nghịch đạo, từng một mình tấn công cả văn minh vũ trụ cấp 10. Hơn thế nữa, sau khi tấn công đại đạo của văn minh vũ trụ cấp 9 thì mới đến cấp 10. Có thể nói, nếu không nhờ người này thì chưa chắc nó đã đủ khả năng nắm giữ văn minh vũ trụ cấp 9. Nó không ngờ người này vẫn còn sống. Nghịch đạo hình đồ tiến lên trước một bước, vừa định ra tay nhưng chợt nghĩ gì đó nên ngoái lại nhìn Diệp Quân rồi cười nói, cậu Dương, cậu đi về phía bên phải đi, đại ca đang chờ. Diệp Quân nhìn ý chí đại đạo và yêu vương Thái Cổ, nghịch đạo hình đồ cười nói, cậu cứ đi đi, bọn này với ta chỉ như muỗi thôi, không phải lo. Hỗn láo! Ý chí đại đạo không thể chấp nhận được lời sỉ nhục ấy nên quát lớn. Sau đó tung một quyền về phía nghịch đạo hình đồ. Nghịch đạo hình đồ vung tay lên, ý chí đại đạo đã bị đánh bay. Sau khi dừng lại, nó sững sờ nói, ngươi. Nghịch đạo hình đồ liếc nó một cái, ngươi kém xa người tiền nhiệm đó. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Quân, gương mặt vốn lạnh lùng chợt mỉm cười nói, mời.
Diệp Quân không nhì nhằng nữa mà chắp tay nói, cảm ơn tiền bối. Dứt lời, hắn ngự kiếm bay đi, loáng cái đã biến mất. Thái Cổ Khưu híp mắt lại, sau đó cất bước định ngăn Diệp Quân lại. Nhưng lúc này đã có một luồng khí tức mạnh mẽ chặn đứng ông ta lại. Thái Cổ Khưu ngoái đầu nhìn thì thấy Nghịch Đạo Hình Đồ đang lườm mình. Nghịch Đạo Hình Đồ cũng nhìn lại với vẻ không hề sợ hãi, ông ta không sợ Nghịch Đạo Hình Đồ nên lập tức nắm chặt tay phải lại, vô vàn sức mạnh tích tụ. Ông ta đang định ra tay thì có một tia sáng trắng đáp xuống bên cạnh. Tia sáng tản đi, Cửu Châu Chủ chậm chậm đi tới. Cửu Châu Chủ nhìn Nghịch Đạo Hình Đồ rồi bình tĩnh nói, để họ đi đi. Thái Cổ Khưu nhíu mày vì thấy hơi khó hiểu, nhưng không hỏi nhiều mà buông tay rồi phân tán sức mạnh gì. Ý chí đại đạo cao có, nó định nói gì đó nhưng thấy sắc mặt của Cửu Châu Chủ xong thì đành im. Vì nó biết Cửu Châu. Chủ nói vậy chắc chắn là ý của tổ đạo. Thượng Thương Chủ xuất hiện bên cạnh Nghịch Đạo Hình Đồ, ông ta cười nói, tứ ca, sao đến muộn thế? Nghịch Đạo Hình Đồ, vướng chút việc. Thượng Thương Chủ gật đầu, sau đó liếc nhìn nhóm ý chí đại đạo, định xử lý hội này thế nào. Nghịch Đạo Hình Đồ cũng nhìn theo rồi nói, để xem đã, thích đánh thì đánh, sao cũng được. Nhóm Cửu Châu Chủ không hề có ý định ra tay. Thấy vậy, Nghịch Đạo Hình Đồ cũng thôi, sau đó biến mất cùng Thượng Thương Chủ. Hai bọn họ đi rồi, ý chí đại đạo không nhìn được hỏi, tại sao lại thả họ về thiên mộ. Cửu Châu Chủ, đánh cả cụm không phải tốt hơn à? Ý chí đại đạo ngẩn ra rồi bật cười, đám nghịch chủng này đáng phải chết lâu rồi. Cửu Châu Chủ im lặng nhìn về phía thiên mộ giới. Loáng cái, Diệp Quân đã ngự kiếm đến một tinh không, có các bia mộ đứng sừng sững ở sâu bên trong, toàn bộ bia đều có màu đỏ máu trông rất đáng sợ. Hắn chợt thấy nghi hoặc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cậu Dương! Đúng lúc này có một giọng nói vang lên bên cạnh. Diệp Quân ngoái đầu nhìn thì thấy là Thượng Thương Chủ và Nghịch Đạo Hình Đồ đã tới. Nhìn thấy hai bọn họ, hắn nói, nơi này an toàn chứ? Nghịch Đạo Hình Đồ, an toàn. Diệp Quân gật đầu, sau đó ngã thẳng xuống, Thượng Thương Chủ vội đỡ hắn dậy, nhưng hắn đã ngất xỉu. Thấy thế, hai người ngẩn ra, Nghịch Đạo Hình Đồ đi tới cạnh Diệp Quân rồi nhìn phong ấn ác đạo ở mi tâm hẳn, sau đó ông ta nghiêm mặt nói, phong ấn này. Thượng Thương Chủ, là phong ấn ác đạo. Ác đạo. Nghĩ tới người phụ nữ đó, Thượng Thương Chủ cũng nghiêm mặt, đúng là cô ta hơi mạnh một cách khác thường. Nghịch Đạo Hình Đồ quan sát phong ấn ấy một lát xong thì lại nhìn Diệp Quân rồi chấn động nói. Không ngờ cậu ta luôn phải chống chọi với phong ấn này trong lúc chiến đấu, sức mạnh ý chí được phết đấy. Thượng Thương Chủ gật đầu, cậu Dương này không đơn giản, nếu không tại phong ấn này thì ý chí đại đạo không thể là đối thủ của cậu ta được. Diệp Quân vừa chống lại phong ấn ác đạo vừa chiến đấu đến tận lúc này đúng là có sức mạnh ý chí rất lớn. Nghịch Đạo Hình Đồ gật gù, ông ta cũng thấy ngạc nhiên trước sức mạnh ý chí của Diệp Quân. Ông ta quan sát mi tâm hắn một lát, sau đó chợt nghiêm nghị nói, phong ấn này rất mạnh, e là chỉ có đại ca mới xử lý được. Thượng Thương Chủ, để cậu ta nghỉ ngơi đã. Nghịch Đạo Hình Đồ chợt xòe tay ra, một quả màu vàng xuất hiện. Quả ấy vừa xuất hiện thì đã có một hương thơm bốc lên ngào ngạt. Thượng Thương Chủ thoáng ngạc nhiên nói, huynh vẫn còn quả đạo nguyên cơ à? Quả đạo nguyên này không phải vật tâm thường, mà là thánh vật của văn minh vũ trụ cấp 10. Cây đạo nguyên mọc ra quả này đã tuyệt chủng từ lâu, vì thế loại quả này rất hiếm. Nghịch Đạo Hình Đồ cười nói, còn mỗi một quả thôi. Nói xong, ông ta đặt nguyên quả trên bụng Diệp Quân. Loáng cái nó đã biến thành một tia sáng rồi chui vào cơ thể hắn. Ngay sau đó, trong người Diệp Quân đã ngập tràn linh khí, các linh khí ấy bắt đần lan đến khắp cơ thể hắn để hồi phục cơ thể. Lúc này, cơ thể hắn có thể gọi là suy kiệt. Thượng Thương Chủ chợt nhìn ra phía ngoài thiên mộ giới rồi trầm giọng nói, chắc họ không bỏ qua vậy đâu. Nghịch Đạo Hình Đồ gật đầu, đi gặp Tam Tỷ thôi. Nói rồi, ông ta cùng Thượng Thương Chủ đã biến mất. Trong tiểu tháp, thiên thần lên ngôi hoàng đế xong thì ngày nào cũng bận tối mắt, vì gã đang phải tiếp quản một cục diện rối ren, thêm biến cố đến bất ngờ nữa nên bây giờ cả vương triều loạn như cào cào. Đương nhiên tổng quan thì vẫn ổn, tuy thiên tông đế đã bị giết nhưng nền móng của cả vương triều vẫn không bị lay động. Nhưng thiên thần không có kinh nghiệm, vì thế đã có khá nhiều loạn tử xuất hiện. Thiên thần đang phê duyệt đống tấu chương chất như núi trong đại điện. Lúc này, Tân Nương Nương chợt đi vào,
Thiên Thần bỏ bút xuống rồi nói, mẹ. Tân Nương Nương gật đầu, sau đó đi tới cạnh gã rồi cười nói, sao rồi? Thiên Thần cười trừ, không đơn giản như con nghĩ. Tần Nương Nương lắc đầu cười, con ngốc, con là hoàng đế rồi mà, đương nhiên không thể đơn giản được rồi. Và lại, con cũng phải nghĩ cách đi, để văn võ bá quan tự lo việc và thuận theo mình, như thế mọi việc sẽ suôn sẻ. Nói một cách đơn giản là con chỉ cần đề ra phương hướng, việc còn lại thì giao cho người bên dưới làm. Đương nhiên phải giao cho người có tài, không được chọn bừa, không thì phương hướng có tốt đến mấy cũng không có ý nghĩa gì. Thiên Thần gật đầu, con còn phải học hỏi nhiều. Tân Nương Nương, không vội, cứ từ từ. Không biết Diệp huynh sao rồi, Thiên Thần chợt nói. Diệp Quân. Tân Nương Nương thoáng vẻ phức tạp, bây giờ bà ta đã thấy hơi hối hận. Nếu khi ấy Thiên Thần không cản bà ta lại thì bà ta đã làm chuyện sai lầm lớn rồi. Thế lực phía sau Diệp Quân có khả năng cao đến từ văn minh vũ trụ trên cấp 10, thế giới trong tiểu tháp này thật sự rất đáng tin. Thiên Thần, hy vọng huynh ấy vẫn bình an. Tần Nương Nương tỉnh lại trong suy nghĩ, sau đó gật đầu, nhưng không nói gì mà chỉ có vẻ lo lắng. Diệp công tử có lai lịch phi phàm, nhưng đối thủ của hắn cũng không đơn giản. Nhất là cường giả thần bí đã phong ấn tu vi của hắn. Ở một nơi khác, Phản Thiện im lặng ngồi dưới đất. Cô ta biết Diệp Quân đang đánh nhau bên ngoài, không biết tình hình sao rồi. Lúc này, Tiểu Tháp chợt nói, hắn vẫn ổn. Phản Thiện ngẩng lên, ai? Một tiểu tháp màu vàng mờ ảo xuất hiện. Phản Thiện nhìn nó rồi vội hỏi, hắn không sao chứ? Tiểu tháp, cô không phải lo, cứ yên tâm tu luyện ở đây. Phản Thiện thoáng do dự rồi nói, ta ra ngoài xem được không? Tiểu tháp, được, hơn nữa ta còn đến nhờ cô giúp. Phản Thiện tò mò, giúp gì? Tiểu tháp, cô ra ngoài rồi thì nắm tay hắn hộ ta. Phản Thiện chớp mắt, thế thôi ư? Tiểu tháp, đương nhiên nó không quên nha đầu này có thể chữa trị cho Diệp Quân, mà nó thấy điều này cũng rất lạ. Phản Thiện gật đầu, sau đó đứng dậy, ra ngoài bằng cách nào? Tiểu tháp, ta đưa cô đi. Phản Thiện, tiểu tháp. Tiểu tháp, sao thế? Phản Thiện đi tới gần nó rồi quan sát một lúc mới nói, tại sao ta thấy ngươi quen quen nhỉ, chúng ta từng gặp nhau chưa? Tiểu tháp trầm mặc nói, cô đừng dọa ta. Phản Thiện. Ta thấy quen thật mà. Tiểu tháp đang định lên tiếng thì Phản Thiện đã xua tay, thôi, người đưa ta ra ngoài trước đi. Tiểu tháp, cô thấy ta quen thật à? Phản Thiện gật đầu, cảm giác như hình như chúng ta đã từng gặp nhau rồi, nhưng ta nhớ chưa gặp ngươi bao giờ. Hai, kệ đi, chắc không có gì đâu, vì lúc ta cho lợn ăn, thấy con nào cũng quen. Tiểu tháp, Diệp Quân nằm trên một tảng đá lớn ở bên ngoài. Tỉnh Hà mênh mông trên đỉnh đầu sâu không thấy đáy. Lúc này, tuy hắn đã ăn một quả đạo nguyên, nhưng tác dụng vẫn chưa quá rõ rệt, vết thương trên thể xác của hắn mới hồi phục được khoảng 7, 8 phần. Nhưng hắn vẫn đang hôn mê, vì thần hồn chưa hồi phục. Trận chiến vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều sức lực của hắn. Hơn nữa, phong ấn ác đạo ở mi tâm của hắn vẫn chưa biến mất nên trong người hắn vẫn còn tàn dư của sức mạnh ác đạo. Thấy Diệp Quân vẫn mê man bất tỉnh, nghịch đạo hình đồ và thượng thương chủ đều có vẻ lo lắng. Họ biết là do xét mạnh ác đạo, nhưng lại không làm thế nào được. Sức mạnh của phong ấn này đến họ cũng không lay chuyển được, mà cũng không dám liều, dẫu sao nó cũng đang ở trong người của Diệp Quân. Đúng lúc này, Phản Thiện chợt xuất hiện. Trông thấy cô ta, nghịch đạo hình đồ và thượng thương chủ đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Khi nhìn thấy tình trạng thảm thương của Diệp Quân, Phản Thiện đã rơi nước mắt, sau đó vội vàng chạy tới cạnh rồi nắm lấy tay hắn, ngươi. Sao ngươi lại ra nông nỗi này? Thượng thương chủ đang định lên tiếng thì bất chợt ngẩn người, vì ông ta phát hiện sức mạnh ác đạo trong người Diệp. Quân đang dần biến mất. Thượng thương chủ và nghịch đạo hình đồ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cả hai cùng nhìn về phía Phản Thiện. Là nhờ cô gái trẻ này. Cả hai đều thầm thấy ngỡ ngàng, tiểu nha đầu này có thể hấp thu sức mạnh ác đạo ư. Cụ, đúng lúc này, Diệp Quân ho sặc sụa. Phản Thiện vội gọi, Diệp Quân. Diệp Quân chậm chậm mở mắt ra, khi nhìn thấy Phản Thiện, hắn nhoẻn miệng cười, ta vẫn còn sống hả? Phản Thiện thụi vào vai hắn rồi lườm, đừng nói linh tinh, lợn nhà nuôi còn sống chán sống chê, huống chi một con người như ngươi. Diệp Quân cạn lời. Thượng thương chủ ở cạnh đó cười nói, cậu Dương, cậu tỉnh lại là tốt rồi.
Diệp Quân nhìn nghịch đạo hình đồ và thượng thương chủ, sau đó định ngồi dậy nhưng lại phát hiện toàn thân rã rời như bùn nhão. Phản Thiện thấy thế thì vội đỡ hắn dậy. Diệp Quân nghiêm túc nói với thượng thương chủ, cảm ơn hai vị tiền bối đã giúp đỡ, à mà đừng gọi ta là cậu Dương nữa. Hai vị tiền bối đều lớn tuổi hơn ta, nếu hai vị không chê thì ta gọi hai vị là lão ca nhé. Thượng thương chủ và nghịch đạo hình đồ đưa mắt nhìn nhau, thượng thương chủ cười nói, chúng ta đều là kẻ nghịch đạo, tổ đạo sẽ không tha cho, đã thế còn có một bồ nhân quả nghịch đạo, cậu chắc chưa? Diệp Quân, không giấu gì hai vị, ta cũng thế thôi, ngoài ra còn có hai kẻ địch rất mạnh là Phản Chiêu Đế và chủ nhân Bút Đại Đạo. Nhân quả trên người ta khéo còn nhiều hơn hai vị lão ca đấy. Thượng thương chủ bật cười ha hả, nói vậy thì chúng ta là người đồng đạo rồi. Diệp Quân chậm chậm đứng dậy hành lễ, tiểu đệ tham kiến hai vị đại can. Thượng thương chủ đỡ hắn dậy rồi cười nói, Diệp đệ, không giấu gì đệ, chúng ta có 8 người đã kết nghĩa với nhau. Giờ thêm đệ nữa là 9, mà đệ nhỏ tuổi nhất nên gọi là tiểu cửu nhé. Diệp Quân thoáng ngạc nhiên, vậy là đệ còn có mấy đại ca nữa ư? Thượng thương chủ gật đầu, còn 5 đại ca và 1 tam tỷ nữa, ha hai. Diệp Quân cười nói, cuối cùng đệ cũng tìm thấy tổ chức rồi. Thượng thương chủ phì cười, hoan nghênh gia nhập. Nghịch đạo hình đồ ở bên cạnh cũng cười nói, đi thôi, chúng ta đi gặp nhị ca trước, huynh ấy mới gọi bảo chúng ta dẫn đệ đi gặp huynh ấy trước. Thượng thương chủ gật đầu, đi gặp nhị ca thôi, chắc huynh ấy cũng chờ lâu rồi. Diệp Quân, vâng. Thượng thương chủ và nghịch đạo hình đồ dẫn Diệp Quân cùng Phản Thiện rời đi, trên đường đi. Phản Thiện nhìn ngó các bia mộ màu đỏ máu ở xung quanh với vẻ sợ hãi, sau đó không nhịn được mà đi sát vào người Diệp Quân. Diệp Quân tò mò nhìn các bia mộ ấy rồi hỏi, hai đại ca, mấy tấm bia này là gì vậy? Thượng thương chủ nhìn các tấm bia ấy rồi đáp, toàn của kẻ nghịch đạo đấy. Diệp Quân ngạc nhiên hỏi, nhiều vậy ư? Thượng thương chủ, hàng chục tỷ năm cũng chỉ có bấy nhiêu kẻ nghịch đạo. Hàng chục tỷ năm, nghe vậy. Diệp Quân ngẩn người. Hắn cứ tưởng như vậy là nhiều lắm, nhưng không ngờ là tích lũy của bấy nhiêu năm như vậy. Phản Thiện chợt nói, người ở đây còn sống hay chết rồi? Thượng thương chủ, có người đã ngủ say mãi mãi, có người vẫn còn thở. Diệp Quân gọi thượng thương chủ, đại ca. Thượng thương chủ cười nói, ta đứng thứ 5, cứ gọi ta là ngũ ca, người bên cạnh thì gọi là tứ ca. Diệp Quân, ngũ ca. Huynh vừa bảo những người ở đây đã ngủ say mãi mãi là sao? Thượng thương chủ giải thích, đệ không biết đấy thôi, nơi này tên là Thiên Mộ, là một nơi rất đặc biệt, mà không thuộc văn minh vũ trụ bên ngoài. Diệp Quân tò mò, không thuộc văn minh vũ trụ bên ngoài ư? Thượng thương chủ gật đầu, nói một cách nôm na là nơi này thực chất không do tổ đạo quản lý, cũng là nơi duy nhất thuộc vũ trụ cấp 10 không bị tổ đạo quản lý. Diệp Quân, ngũ ca nói rõ ra được không ạ? Thượng thương chủ gật đầu, văn minh vũ trụ từ cấp 1 đến cấp 10 ở bên ngoài được gọi chung là 10 cấp vũ trụ. Mỗi vũ trụ đều có một đại đạo, mà người đứng đầu của các đại đạo ấy chính là tổ đạo. Tổ đạo tạo ra trật tự và quy tắc cho vũ trụ, y quy định mỗi khi vũ trụ đạt tới một trình độ nhất định thì sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Diệp Quân trầm giọng nói, trước kia, đệ nghe nói làm thế là để vũ trụ tiếp tục sinh tồn. Không phải. Thượng thương chủ lắc đầu, bắt đầu lại thì tu vi của các sinh linh đều sẽ bị ác đạo của vũ trụ đó hấp thu, sau đó ác đạo sẽ dâng chúng lên cho tổ đạo. Dù là vũ trụ bất tận hay các sinh linh trong vũ trụ ấy thật ra đều là chất bổ dưỡng cho tổ đạo, y coi các vũ trụ và sinh linh là thức ăn của mình. Nghe thấy thế, Diệp Quân lập tức xa sầm mặt. Thượng thương chủ thở dài nói, trước kia, chúng ta cũng nghĩ y bắt đầu lại một vũ trụ là để cân bằng. Nhưng thật ra y đã lừa tất cả chúng ta. Nhưng cũng bình thường thôi, y chính là một đại đạo nên làm gì có tình cảm. Với y mà nói thì các vũ trụ cùng sinh linh chỉ là thức ăn thôi, giống như nuôi lợn vậy. Một khi sinh linh của một vũ trụ nào đó đủ mạnh rồi thì y sẽ lập tức cho bắt đầu lại vũ trụ đó ngay, sau đó hấp thu hết toàn bộ. Hơn nữa, còn hãnh diện tuyên bố là vì vũ trụ, vì chính nghĩa. Nếu đệ không tuân theo thì sẽ là kẻ nghịch đạo. Diệp Quân nhăn mặt. Thượng thương chủ nói tiếp, ngoài ra. Y còn chế định nhân quả và vận mệnh cho vũ trụ, dùng đó để khống chế các sinh linh, không cho họ vượt qua được giới hạn ấy. Hơn thế nữa, y còn cắt thời không của tất cả các sinh linh, để họ không thể tự chứng thành đạo và hoàn thành đạo ngã tự tại. Diệp Quân, tự chứng thành đạo ư?
Thượng thương chủ gật đầu, trên cảnh giới thông đạo là cảnh giới đạo cực. Cảnh giới này do tổ đạo tự phong và được nó hỗ trợ. Nhưng cảnh giới này là giới hạn cao nhất trong 10 đạo vũ trụ hiện giờ. Vì tổ đạo chỉ cho phép sinh linh đạt đến cấp này. Nhưng thật ra, bên trên còn hai cảnh giới nữa, hai cảnh giới đó là tự chứng thành đạo và đạo ngã tự tại. Tự chứng thành đạo là vượt qua vận mệnh và nhân quả do tổ đạo đặt ra, sẽ không bị nó khống chế nữa. Còn đạo ngã tự tại thì đại đạo là chính mình là đại đạo, vượt qua giới hạn 10 đạo văn minh. Diệp Quân, có người đạt đến đạo ngã tự tại chưa ạ? Thượng thương chủ, theo ta được biết thì hiện giờ có hai người. Diệp Quân hỏi, ai thế ạ? Thượng thương chủ, một là tổ đạo, hai là đại ca. Diệp Quân ngạc nhiên, đại ca ư? Thượng thương chủ gật đầu, đại ca đã đến cảnh giới đạo ngã tự tại, nhưng ra đời quá muộn. Trong khi đó, tổ đạo đã liên tục bắt đầu lại các vũ trụ hàng bao nhiêu năm nay rồi. Y không ngừng căn nuốt các sinh linh, vì thế thực lực đã đạt tới một trình độ vô cùng đáng sợ. Đến đại ca cũng không địch lại nổi. Hai, đại ca sinh ra quá muộn. Diệp Quân trầm mặc. Lúc này, hắn nghĩ tới Phạn Chiêu Đế và chủ nhân Bút Đại Đạo, không biết bây giờ, hai người này đang ở cảnh giới nào. Nhất là Phạn Chiêu Đế, sau khi dung hợp ác đạo, thực lực của cô ta. Diệp Quân không nghĩ nữa mà hỏi tiếp, Ngũ Ca, huynh vừa bảo đây là nơi duy nhất không bị tổ đạo quản lý ạ. Thượng thương chủ gật đầu rồi chỉ lên phía trước, đệ nhìn đi. Diệp Quân nhìn theo hướng ông ta chỉ thì thấy cuối tầm mắt có một vùng biển, đối diện biển là một khoảng không mênh mông vô tận. Hắn thấy hơi nghi hoặc. Thượng thương chủ nhìn về phía đó rồi nói, đó chính là biển vô giới, thế giới thiên mộ này từ đó mà ra đấy. Diệp Quân kinh ngạc hỏi, từ đó mà ra ư? Thượng thương chủ gật đầu, ừ, còn sao mà tạo ra được thì ta cũng không rõ, chắc đại ca biết đấy. Diệp Quân, chúng ta qua đó bây giờ ạ? Thượng thương chủ lắc đầu rồi cười trừ nói, không qua được đâu. Diệp Quân, tại sao ạ? Thượng thương chủ nhìn về phía biển rồi nghiêm nghị nói, nơi đó rất kinh khủng, ai vào cũng bị tan xác, linh hồn cũng bị tiêu diệt, nhân quả của kiếp trước hay kiếp này đều tiêu tan. Diệp Quân nhìn về phía biển, từ ngoài nhìn vào thì thấy nó như bao biển lớn khác, không hề có gì đặc biệt cả. Hắn nhìn ra xa hơn thì chỉ thấy một khoảng không mênh mông, từ đây đến đó cũng không xa, chỉ khoảng vạn trượng, nhưng tâm mắt của hắn không thể nhìn xuyên thấu được, thần thức thì càng không thể đến gần, vì vừa lại gần là biến mất ngay. Diệp Quân cũng dần nghiêm mặt, nơi này có vẻ hơi kỳ lạ. Đúng lúc này, nghịch đạo hình đồ chợt dựng tai lên nghe, sau đó thì nhíu mày lại. Thượng thương chủ hỏi, tứ ca, sao thế? Nghịch đạo hình đồ, lục đệ báo phía tổ đạo có hành động lớn. Cường giả cùng các thế lực lớn của 10 cấp vũ trụ. Đều tham gia. Thượng thương chủ ngẩn ra rồi tò mò hỏi, y ra điều kiện gì cho họ nhỉ? Nghịch đạo hình đồ nhìn nhăn mặt nhìn thượng thương chủ, ai tới chiến đấu sẽ được thành đạo ngay. Mẹ kiếp! Nghe nghịch đạo hình đồ nói như vậy, thượng thương chủ không nhãn nhịn được, tức giận mắng. Ai đến chiến đấu đều được thành đạo ngay. Nghe thấy câu này, sắc mặt Diệp Quân cũng tối sầm, sự cám dỗ quá lớn, lại còn là do tổ đạo nói ra, vô số cường giả đang nỗ lực thăng cấp nhất định sẽ phát điên, đặc biệt là những cường giả tuổi thọ đã tận. Nghịch đạo hình đồ nói, chúng ta đi gặp nhị ca trước đi. Thượng thương chủ gật đầu, ừ mọi người đẩy nhanh tốc độ. Chỉ trong chốc lát, nghịch đạo hình đồ và thượng thương chủ dẫn theo Diệp Quân đi tới một khu vực sườn núi. Nơi đây có một tấm bia đá đỏ như máu. Nghịch đạo hình đồ đi đến chỗ tấm bia đá, nhếch miệng cười, nhị ca. Tấm bia đá khẽ rung lên, ngay sau đó, một người đàn ông trung niên mặc đồ trắng thong thả đi ra từ bên trong. Người đàn ông trung niên có khuôn mặt tuấn tú, khí chất hơn người, đôi mắt sáng ngời, mặt nở nụ cười nhạt, phong độ phi phàm. Thượng thương chủ đột nhiên liếc nhìn Diệp Quân hiểu ý, lập tức sải bước tiến lên hành lễ, kính chào nhị ca. Người đàn ông áo trắng nhìn Diệp Quân, không nói gì. Vẻ mặt Diệp Quân bình tĩnh, không kiêu ngạo không xu nịnh. Một lát sau, người đàn ông áo trắng cười nói, cũng không tệ. Nghe vậy, thượng thương chủ và nghịch đạo hình đồ âm thầm thả lỏng, trong mấy huynh muội bọn họ, vị nhị ca này và tam tỷ rất khó gần, nhất là vị nhị ca này, đừng thấy ông ta lịch sự nhã nhặn mà lầm, thật ra là người có tính tình kiêu ngạo nhất trong đám bọn họ, rất ít có người có thể khiến ông ta coi trọng. Người đàn ông áo trắng đột nhiên nói, đi gặp đại ca. Nói xong, ông ta quay người bước về đằng xa.
Mọi người đi theo, trên đường, Diệp Quân liếc nhìn người đàn ông áo trắng, sau đó quay đầu nhìn về phía thượng thương chủ, nói nhỏ, Ngũ ca, vị nhị ca này có lai lịch thế nào vậy? Thượng thương chủ nhìn thoáng qua người đàn ông áo trắng đang đi tuốt đăng trước, cười đáp, nhị ca từng là truyền kỳ của cả một thế hệ, huynh ấy sinh ra trong một thị trấn nhỏ thuộc nền văn minh vũ trụ cấp 3, có đạo thể bẩm sinh, 10 tuổi bắt đầu tu võ, 16 tuổi đã là bất khả chiến bại, 20 tuổi đã xông vào nền văn minh vũ trụ cấp 4 bằng sức lực của một mình. 29 tuổi vô địch vũ trụ cấp 4, 32 tuổi đánh bại nền văn minh vũ trụ cấp 5, khi huynh ấy 100 tuổi, đã đánh vào nền văn minh vũ trụ cấp 9, khi ấy các thiên tài cùng thời đại đều bị lu mờ. Sau này, khi sắp bước vào nền văn minh vũ trụ cấp 10, huynh ấy đã thu hút sự chú ý của tổ đạo muốn chiêu hàng, huynh ấy không đồng ý, thế là phát động đại đạo thiên khiển, khiến cho mấy trăm vị cường giả cảnh giới thuận đạo đuổi giết. Những cường giả này cho dù là thực lực thấp nhất cũng đã ngang bằng với Khưu Yêu Vương của yêu tộc Thái Cổ. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Quân thoáng thay đổi, vội hỏi, về sau thì sao? Thượng thương chủ cười nói, về sau mấy trăm vị cường giả cảnh giới thuận đạo và hơn 10 vị cường giả cực đạo đều bị chém chết. Diệp Quân thật lòng lòng nói, ngầu quá. Thượng thương chủ cười, sau đó lại nói, chuyện này còn chưa xong đâu, nhị ca còn xông thẳng vào tổ đạo giới, đánh một trận với tổ đạo kia. Diệp Quân chớp mắt, không tiếp tục hỏi kết quả. Thượng thương chủ nhìn về người đàn ông áo trắng đi đằng xa, trong mắt lộ vẻ kính trọng, tuy rằng nhị ca không thể đánh thắng tổ đạo, thế nhưng huynh ấy cũng đã cũng bình yên vô sự rút lui, hơn nữa, còn chém giết đến máu chảy thành sông ở tổ đạo giới. Diệp Quân nhìn về phía người đàn ông áo trắng đi đằng trước, nhị ca tên là gì? Thượng thương chủ mỉm cười nói, chúng ta cũng không biết, chúng ta chỉ biết lúc trước người khác đều gọi huynh ấy là quân đế, đế này không phải là đế của các tiểu vũ trụ, mà là sau khi đánh tan toàn bộ nền văn minh vũ trụ cấp 10, còn phá vỡ giới hạn nhân quả vận mệnh của tổ đạo, tự chứng thành đế. Đánh tan toàn bộ nền văn minh vũ trụ cấp 10. Phá vỡ giới hạn nhân quả vận mệnh của tổ đạo. Diệp Quân tỏ vẻ kích động, mạnh quá. Thượng thương chủ cười ha ha, nhị ca mạnh thật mài. Đúng lúc này, quân đế đột nhiên ngừng lại, Diệp Quân nhìn xem thì thấy cách quân đế không xa có một tấm bia đá đỏ như máu đang sừng sững ở đó. Tấm bia đá đỏ như máu này là tấm bia đá lớn nhất giữa sân, cực kỳ nổi bật. Mà ở phía trước tấm bia đá đó có một cô gái đang đứng. Thượng thương chủ bên cạnh Diệp Quân, nhỏ giọng nhắc nhở, đây là Tam tỷ. Diệp Quân gật đầu, hắn nhìn về phía cô gái, chỉ thấy cô gái này mặc một bộ váy thủy mặc, tay cầm quyển trục, dung mạo tuy không phải tuyệt sắc, nhưng lại điềm tĩnh thanh nhã, đoan trang như ngọc. Đúng vào lúc này, quân đế đột nhiên xoay người nhìn về phía Diệp Quân, ông ta mỉm cười nói, làm phiền rồi. Diệp Quân hơi ngờ ngợ. Thượng thương chủ vội nhắc nhở, lão thất, lúc trước ông nội đệ đi ngang qua đây từng để lại một thanh kiếm khí giúp đại ca trấn áp tổ đạo thiên khiển, hiện giờ tổ đạo thiên khiển trong cơ thể đại ca đã tan biến gần hết, nhưng ông nội đệ từng nói thanh kiếm khí này chỉ có đệ mới có thể lấy ra được. Nghe vậy, Diệp Quân hiểu ra ngay. Đây là ông nội tạo cơ duyên cho hắn, không thì với thực lực của ông nội, chắc chắn có thể hoàn toàn hủy diệt tổ đạo thiên khiển trên người đại ca. Nghĩ vậy, trong lòng Diệp Quân chợt thấy ấm áp, đúng là ông nội, máu mủ tình thâm. Diệp Quân đi đến trước mặt tấm bia đá, lúc này, một giọng nói sang sảng đột nhiên vang lên bên trong tấm bia đá, người đã kết nghĩa với mấy người lão ngũ rồi à? Diệp Quân vội làm lễ, đúng vậy, đại ca. Thanh âm kia cười to, chàng trai trẻ, người cần phải nghĩ kỹ, đám bọn ta đều là kẻ nghịch đạo, cả đời này không đội trời chung với tổ đạo. Diệp Quân cười nói, trùng hợp quá, mọi người đã là huynh đệ, còn là người cùng một đạo nữa. Ha ha, tiếng cười vang như sấm, tên nhóc đệ được lắm, được, về sau chính là huynh đệ một nhà. Diệp Quân gật đầu, đại ca, tam tỷ, xin nhận một lạy của tiểu đệ. Vừa nói, hắn vừa cung kính hành lễ, cô gái kia nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Thanh âm bên trong tấm bia đá kia, người một nhà cả, không cần vẽ chuyện. Diệp Quân mỉm cười, dạ. Nói xong, hắn đi đến trước mặt tấm bia đá, đặt tay phải lên mặt bia, tấm bia đá khẽ rung lên, ngay sau đó, một luồng kiếm quang thong thả bay ra từ trong tấm bia đá ra ngoài. Thấy thế, Diệp Quân mừng rỡ, vội đu ói tay cầm lấy kiếm quang kia, sau đó không hề nghĩ ngợi gì mà cắm thẳng vào giữa mày mình. Mẹ nó! Cuối cùng phong ấn này có thể giải trừ.
ông đây không đánh lại được thì ông nội của ông đây còn không đánh lại chắc. Nhưng vào đúng lúc này, luồng kiếm quang kia đột nhiên tan biến như khói sương. Chứng kiến tất cả, vẻ mặt của Diệp Quân hoàn toàn cứng đờ. Mẹ nó, không đi đường ngang ngõ tắt được rồi. Lúc này, tấm bia đá kia đột nhiên lắc lư, một lát sau, giọng nói bên trong tấm bia đá chợt cười nói, ta còn cần một chút thời gian, lão nhị, chuyện bên ngoài nhờ cả vào đệ. Quân đế gật đầu, bình tĩnh nói, không thành vấn đề. Quân đế nhìn về phía Diệp Quân, đệ lại đây. Diệp Quân đi đến trước mặt quân đế, đột nhiên quân đế giơ tay chấm lên giữa mày Diệp Quân, trong phút chốc, phòng ấn ác đạo ở giữa mày Diệp Quân hiện lên. Quân đế rút tay về, ông ta nhìn chằm chằm giữa mày Diệp Quân, nhíu mày, sao sức mạnh ác đạo này lại mạnh đến vậy? Hiển nhiên ông ta cũng từng tiếp xúc với ác đạo, nhưng chưa từng gặp phải ác đạo nào mạnh mẽ thế này. Quân đế nhìn về phía Diệp Quân, trong mắt tỏ ý dò hỏi, Diệp Quân kể lại chuyện phản chiêu đế, bởi vì phản chiêu đế cá mè một lứa với tổ đạo, nếu về sau các đại ca gặp phải thì cần chuẩn bị sẵn tâm lý. Nghe Diệp Quân nói xong, quân đế nhẹ giọng nói, dung hợp tu luyện của các đời. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Quân đế nhìn phong ấn giữa mày của Diệp Quân, người phụ nữ này có thực lực rất mạnh, thậm chí là đến mức nào thì phải đấu trực tiếp mới biết được. Nói xong, ông ta nhìn về phía cô gái đứng bên cạnh, lão tam, muội đến xem thử. Cô gái chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quân, duỗi một ngón tay chạm vào giữa mày Diệp Quân, phong ấn ác đạo kia thoáng thay đổi, lúc này, một tia chính khí hạo nhiên cuồn cuộn chảy vào theo đầu ngón tay của cô ta, chỉ trong chớp mắt, tia chính khí hạo nhiên đã hóa thành cho tàn, mà cùng lúc đó, Diệp Quân như bị sét đánh ngất xỉu ngay tại chỗ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 131.